Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 114. Dương Diệp nhìn thấy gì? Đứng ở cửa là một tiểu nữ hài này không phải tiểu thất, nếu như là tiểu thất hắn sẽ không chấn động kinh ngạc như thế. Tiểu nữ hài này là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tự nhiên đi tới tầng thứ hai. Sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc là bởi vì tầng thứ hai hoàn toàn cắt đứt cùng tầng thứ nhất, chỉ có hắn mới có thể tiến đến, cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn người tiến vào, nhưng hắn không ngờ được Tiểu Thiên tự nhiên đến nơi này. Ở cửa, Tiểu Thiên hiếu kỳ quan sát xung quanh, sau đó thở dài nói. Cha cha, thời gian ở đây lại có thể không giống với bên ngoài, tự nhiên thay đổi cả lực thời gian, thật sự là lợi hại. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, nói. Vì sao? Cái gì vì sao? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, không hiểu. Dương Diệp không hề chớp mắt nhìn Tiểu Thiên. Vì sao ngươi có thể tới đây? Tiểu Thiên cười hì hì. Ta biết ngươi đến, nhưng vừa rồi không phát hiện ra ngươi, cho nên ta tìm ngươi, tìm một hồi lại tìm tới nơi này. Dương Diệp nói. Ngươi làm thế nào tìm tới nơi này? Tiểu Thiên lắc cái đầu nhỏ. Không biết, dù sao chính là tìm khắp nơi, tìm rồi tới nơi này. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ngươi biết nơi này là ai tạo ra không? Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó khẽ gật đầu. Thế nào? Rất lợi hại. Tiểu Thiên đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu. Loại năng lực này đặc biệt lợi hại, phải nói loại năng lực này đã vượt ra khỏi phạm vi của thế giới này. Vượt qua phạm vi của thế giới này. Dương Diệp không hiểu. Ngu ngốc. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Hai tay nàng vẽ một vòng tròn thật lớn. Vũ trụ này của chúng ta là do thời gian, không gian cùng với vạn vật tạo thành. Ngươi ở vũ trụ này, nói cách khác, thân ngươi ở trong quy tắc thời gian cùng không gian của thế giới này, ngươi bị thời gian cùng không gian ở đây hạn chế, ví dụ như, ngươi sẽ sinh lão bệnh tử. Nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Ngươi ở trong thời gian cùng không gian vũ trụ này của chúng ta. Nhưng thời gian trong gian phòng nhỏ này ngươi không giống với thời gian thế giới bên ngoài của chúng ta, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lực thời gian bên trong căn phòng này vượt qua lực thời gian của bên ngoài chúng ta. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói có chút phức tạp. Tiểu Thiên đảo mắt. Gian phòng này vốn là gian phòng rất bình thường, nhưng có người cải tạo căn phòng này, khiến cho thời gian một ngày ở đây bằng 10 ngày bên ngoài, đối phương nhất định phải có năng lực sửa ngược thời gian. Biết sửa ngược thời gian có bao nhiêu khó khăn không? Khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ngươi có thể làm được không? Dương Diệp đột nhiên nói. Tiểu Thiên giật mình, sau đó vuốt bàn tay nhỏ bé. Không biết. Lại tới. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, Tiểu Thiên này thỉnh thoảng lại mất trí nhớ, hắn cũng không nhìn ra là thật hay giả. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Đi, ta dẫn ngươi tới một chỗ. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên, nói. Được, chúng ta đi mau. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, hắn lắc đầu, sau đó dẫn theo Tiểu Thiên đi tới tầng thứ hai, hắn đưa Tiểu Thiên tới trước mặt Tiểu Thất, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi có thể giúp ta cứu nàng tỉnh lại không? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Tiểu Thất, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên và nhíu mày. Cơ thể của nàng đã bị hủy. Cơ thể bị hủy. Dương Diệp không hiểu. Cơ thể nàng không phải đang tốt sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Đây là linh hồn thể. Linh hồn thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Sao có thể như vậy được, linh hồn thể không phải như vậy. Tiểu Thiên nói. Nàng không phải linh hồn thể bình thường, linh hồn nàng đặc biệt mạnh mẽ, cũng đặc biệt, ta chưa từng gặp linh hồn thể này, thật sự là kỳ lạ. Nói xong, nàng thò tay sờ ở trên người Tiểu Thất, thỉnh thoảng còn gật đầu hoặc lắc đầu. Một lát sau, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Nàng không phải là người thế giới này của chúng ta. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói. Ta chính là biết thôi. Vì sao ngươi biết nàng không phải là người của thế giới này? Dương Diệp hỏi một lần nữa. Ta chỉ biết nàng không phải người của thế giới này thôi. Tiểu Thiên đương nhiên nói. Dương Diệp vỗ nhẹ vào trán của mình. Tiểu Thiên. Ta không có cách nào trao đổi với ngươi, chúng ta có sự khác biệt. Tiểu Thiên cười hì hì, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, nói. Nàng nhất định là sử dụng lực lượng quá mức, làm cho linh hồn mình bị hao tổn, cho nên rơi vào ngủ say.
Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, người có cách nào giúp nàng tỉnh lại không? Trước đây hắn từng dùng hồng mông tử khí trị liệu cho tiểu thất, nhưng tuyệt đối không có tác dụng. Tình huống của tiểu thất giống như hắn sử dụng kiếm ý bị kiếm ý cắn trả vậy. Lần trước, kiếm ý của hắn tụt cấp, hồng mông tử khí cũng không có cách nào ngăn cản. Tiểu Thiên quan sát tiểu thất rất lâu, sau đó nói. Ta có thể thử xem, tuy nhiên cần một chút thời gian, bởi vì ta cần phải biết rõ ràng linh hồn thể này của nàng mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, nếu tiểu thất nói như vậy, chứng minh nàng có phần nắm chắc. Mà vào lúc này, tiểu thất đột nhiên nhìn về phía lò luyện đan bên cạnh, khi thấy Lục Đinh Thần Hỏa cùng tiểu cô nương trong lò luyện đan kia, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên, sau đó đi đến lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, vội vàng chắn ở trước mặt Tiểu Thiên, nói. Nguy hiểm! Lục Đinh Thần Hỏa khủng khiếp thế nào, hắn đã biết, Tiểu Thiên tới gần nó, nếu chẳng may nó đột nhiên phát cuồng, vậy Tiểu Thiên có thể nguy hiểm. Dấu lớn! Tiểu Thiên cười nói. D. Không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được thứ nguy hiểm đối với ta. Nói xong, nàng vòng qua Dương Diệp và đi tới trước lò luyện đan, liếc mắt nhìn Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó thở dài nói. Cha cha, lửa này cũng thật lợi hại, so với cái gì đó ở thế giới này của chúng ta, à, để ta suy nghĩ một chút, đúng rồi, phần thiên đế viêm, còn lợi hại hơn phần thiên đế viêm của thế giới chúng ta. Phần thiên đế viêm. Dương Diệp nói. Đó là cái gì? Tiểu Thiên nói. Một cái tên vẫn tính là rất lợi hại, đó là tồn tại gần với linh chủ ở vũ trụ này của chúng ta. Không đúng, linh chủ chưa trưởng thành cũng không lợi hại bằng nó. Linh chủ. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi biết linh chủ? Đương nhiên biết. Tiểu Thiên nói. Linh chủ là linh của vạn vật, rất lợi hại. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Tiểu Thiên, người cùng linh chủ, ai lợi hại hơn? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói. Ta cũng không biết, hơn nữa ta cũng sẽ không đánh nhau, linh chủ hình như cũng không thích đánh nhau. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía lò luyện đan này, nói. Lửa này của ngươi là linh vương không thuộc về trời đất, phải nói nó đã vượt ra khỏi phạm vi của lửa, đạt tới một tầng khác. Đúng lúc này, tiểu nữ hài trong lò luyện đan đột nhiên mở mắt. Khi nàng nhìn thấy Tiểu Thiên, nàng chớp chớp mắt, sau đó bỗng chốc bay đến trước mặt Tiểu Thiên, trên mặt lộ nụ cười rạng rỡ. Tiểu Thiên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ hài, cười nói. Nó bằng lòng giúp ngươi chính là cơ duyên của ngươi, phải cố gắng quý trọng. Tiểu nữ hài vội vàng gật đầu, sau đó hôn bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên một cái, rất thân thiết. Nàng rất thích ngươi. Dương Diệp nói. Tiểu Thiên cười nói. Ta đặt cho nàng một cái tên, gọi là Tiểu Thiên Hỏa có được không? Tiểu Thiên Hỏa. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu Thiên, lúc chúng ta ở hung vực, mắt của thiên đạo kia cũng chính là Tiểu Tiểu Thiên, có phải ngươi đặt tên cho nó đúng không? Tiểu Thiên Hỏa. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu Thiên, lúc chúng ta ở hung vực, mắt của thiên đạo kia cũng chính là Tiểu Tiểu Thiên, có phải ngươi đặt tên cho nó đúng không? Làm sao ngươi biết? Trong mắt Tiểu Thiên có phần kinh ngạc, sau đó nói. Có phải là rất dễ nghe không? Thật đúng là. Dương Diệp lắc đầu, vốn hắn cho rằng mình đặt tên đã đủ tệ, nhưng hắn không ngờ được còn có một người tệ hơn hắn. Cho dù Dương Diệp cảm thấy tệ, nhưng tiểu cô nương kia lại đặc biệt cao hứng, vội vàng gật đầu nhỏ, biểu thị đồng ý. Sau đó Dương Diệp cùng Tiểu Thiên rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn cũng không quên hắn còn phải tham gia so tài. Một ngày sau, Dương Diệp rời đi phòng tu luyện, lúc này, Man Sư cùng Cuồng Cảnh đã chờ ở ngoài cửa, ngoại ra còn có Hổ Mông. Nhìn thấy Dương Diệp, Hổ Mông bắt đầu ôm quyền, nói. Ta không nói lời dư thừa, sau này có việc gì cần dùng tới Hổ Mông ta thì cứ nói, cho dù là bị chém chết, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày. Hắn biết rõ, nếu như không ở cùng mấy người lợi hại, hắn căn bản không có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Nhưng người lợi hại, ví dụ như Man Sư cùng Cuồng Cảnh căn bản sẽ không tới tìm hắn. Người lợi hại bao giờ cũng hy vọng đi cùng với người lợi hại hơn, rất không nhiều, nhưng không thể kém hơn mình. Cho nên, nếu như không phải vì Dương Diệp, Man Sư cùng Cuồng Cảnh căn bản sẽ không tiếp nhận hắn. Dương Diệp mỉm cười. Khách sáo rồi.
Hổ Mông khẽ gật đầu và không nói gì nữa, có một số việc, nói nhiều hơn nữa cũng không cần thiết, mấu chốt là làm như thế nào. Lúc này, Man Sư nói. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cứ như vậy, bốn người đi tới một quảng trường, lúc này, trong quảng trường đã tập trung rất nhiều yêu thú. Tuy nhiên lúc này, rất nhiều yêu thú cũng chỉ đến xem trò vui. Vòng so tài thứ hai, mặc dù những người đã bị đào thải không cách nào tham gia, nhưng lại có thể thông qua trận pháp phù văn để quan sát, hoặc đặt tiền cược, đoán gì đó. Bởi vậy, lúc này ở đây náo nhiệt khác thường. Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú thăng cấp ở tổ khác, không thể không nói, những yêu thú thăng cấp đều có thực lực rất tốt, đặc biệt là khí tức đều đặc biệt hùng hậu. Cũng bởi vì vậy, cạnh tranh ở vòng thứ hai này mới có thể có vẻ kịch liệt cùng tàn khốc một cách khác thường. 1.000 người tranh 30 danh ngạch. Đúng lúc này, một đoàn người đột nhiên đi về phía bốn người Dương Diệp, dẫn đầu là một nam tử thân mặc gia thú, người thanh niên dẫn theo đoàn người đi tới trước mặt bốn người Dương Diệp, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc và nhìn về phía Man Sư nói. Man Sư, đây là kẻ ngươi tìm được sao? Dương tộc à, ha ha. Dương Diệp nhìn về phía Man Sư, nói. Tên này là ai vậy? Kẻ đứng thứ ba trong tổ chúng ta. Bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông giải thích. Hai người Man Sư bọn họ tìm ngươi không tìm hắn, chắc hẳn trong lòng hắn khó chịu. Man Sư liếc nhìn người thanh niên mặc gia thú này. Sau đó khẽ nói. Hắn mạnh hơn ngươi. Mạnh hơn ta à? Người thanh niên mặc gia thú cong khóe miệng có chút hung ác, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Như tên này, ta có thể đánh 10 người, ta. Đúng lúc này, tiếng của người thanh niên mặc gia thú chợt ngừng lại, bởi vì một bàn tay đã nắm lấy cổ họng của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong ánh mắt của tất cả yêu thú ở đó, Dương Diệp nắm cổ họng của thanh niên mặc gia thú và trở đập xuống đất mặt đất một cái. Mặt đất xuất hiện vết nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Các ngươi nhìn đi, hắn vừa khoác lác. Đám yêu thú. Lúc này, ánh mắt rất nhiều yêu thú ở đó đều rơi vào trên người của Dương Diệp. Nghiêm trọng. Đặc biệt những yêu thú bước vào vòng thứ hai nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không chỉ có nghiêm trọng. Còn có đề phòng. Một chiêu. Người thanh niên mặc gia thú này lại đứng thứ ba trong tổ của đám người Dương Diệp. Nhưng đã bị một chiêu của Dương Diệp đánh cho bỏ dưới đất. Cho dù Dương Diệp ra tay trước, đánh lúc thanh niên mặc gia thú không để ý, nhưng muốn làm này cũng phải có thực lực mới được. Man Sư cùng Cuồng Cảnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút ý cười, sự thật chứng minh bọn họ không có tìm nhầm người. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bốn người Dương Diệp. Cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy lão già này, vẻ mặt Dương Diệp cũng hơi nghiêm trọng. Lão già liếc nhìn người thanh niên mặc gia thú trong lòng đất này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Trước khi cuộc so tài không bắt đầu thì nghiêm cấm tranh đấu, người vi phạm quy định nên người không cần tham gia vòng thứ hai. Nghe nói như thế, ba người Hổ Mông đều sửng sốt, sắc mặt lập tức ba người có chút khó coi. Bởi vì bây giờ bọn họ mới nhớ tới quy định này, đó chính là trước khi so tài bắt đầu thì không thể tranh đấu. Nghe thấy lão già nói vậy, những yêu thú của tổ còn lại lộ ra vẻ tươi cười. Bớt một cường giả, bớt một đối thủ cạnh tranh, điều này tất nhiên là một chuyện tốt đối với bọn họ. Lão già nói xong lại muốn rời đi, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta không phục. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả yêu thú ở đó lại sửng sốt. Người này muốn làm gì? Lão già kia dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nói gì? Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một uy áp khủng khiếp. Tuy nhiên đối với Dương Diệp mà nói, uy áp này cũng chỉ như vậy mà thôi, ngay cả luân hồi cảnh hắn còn giết qua, sao có thể bị một áp lực của đối phương dọa được? Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già, nói. Ta chính là không phục. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Rất nhiều yêu thú ở đó lập tức hít một hơi thật sâu, người này thật là trâu bò, dám chống lại cường giả luân hồi cảnh. Hai mắt của lão già híp lại. Người có biết mình đang làm gì không? Đương nhiên biết. Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó nói. Ta vô ý mạo phạm trưởng lão, nhưng có một câu nói, ta không hài lòng. Nói xong, hắn chỉ vào người thanh niên mặc gia thú trên mặt đất này, nói.
Trước đó các vị cũng nhìn thấy là người này tới khiêu khích ta trước. Cho phép ta hỏi các vị một câu, nếu có người chỉ vào mũi của các ngươi sỉ nhục các ngươi nên làm thế nào? Mọi người im lặng, rõ ràng lúc này nói giúp Dương Diệp cũng đồng nghĩa với không nể mặt lão già kia. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, nói. Xin hỏi trưởng lão, khi chúng ta bị người sỉ nhục, chúng ta nên như thế nào? Không đợi lão già nói, Dương Diệp lập tức lại nói. Đánh hắn, xử hắn, giết chết hắn. Làm nam nhi của yêu tộc, có thể bỏ trận thi đấu, có thể mất tính mạng, nhưng không thể ném đi tôn nghiêm của chúng ta, không thể ném đi khí phách của chúng ta. Nói rất hay. Lúc này, Hổ Mông đứng dậy, nói. Nam nhi yêu tộc chúng ta có thể ném đi bất kỳ thứ gì, nhưng tôn nghiêm thì không thể mất, khí phách không thể mất. Những yêu thú còn lại cũng âm thầm gật đầu, thật vậy, làm yêu thú, không mấy người tốt tính, bị người sỉ nhục, nếu như còn muốn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy tuyệt đối sẽ bị khinh bỉ. Cho dù bọn họ có chút vui mừng khi Dương Diệp bị hủy bỏ tư cách so tài, nhưng bọn họ không phản đối cách làm của Dương Diệp trước đó, trái lại còn khen ngợi. Hiện tại nghe thấy Dương Diệp nói vậy, không thể không nói, rất nhiều yêu thú lập tức có thiện cảm với Dương Diệp. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Hay cho câu có thể mất mạng nhưng không thể mất tôn nghiêm. Ngươi là Dương tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Dương tộc. Lão già khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Ta biết Dương tộc vẫn luôn yếu thế, có thể xuất hiện một kẻ như ngươi cũng là khó có được. Cũng được, ta lại cho Dương tộc một cơ hội. Nhớ kỹ. Sau này đừng vi phạm nữa. Dương Diệp vội vàng ôm quyền, nói. Đa tạ trưởng lão. Lúc này, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn biết hắn thành công. Yêu tộc không thể so với nhân tộc, ở đây, người thật sự không thể giấu mình. Thật sự không thể hàm xúc, người càng cao ngạo, càng bừa bãi thì có khả năng càng bị tôn kính. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải có thực lực, đồng thời phải nắm chắc được mức độ đó, nếu không vẫn là tìm đường chết. Lão già khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, 10 truyền tống trận cách đó không xa bắt đầu vận chuyển. Hắn xoay người nhìn lướt qua mọi người, nói. Tiến vào trong. Nghe vậy, đám người Dương Diệp lập tức nhảy về phía những truyền tống trận kia, rất nhanh, 1.000 người đã bước vào trong truyền tống trận. Sau khi bước vào chiến trường không trung, rất nhiều yêu thú đều khôi phục lại bản thể, nhưng lần này, cũng có vài kẻ không khôi phục bản thể, trong đó có Dương Diệp. Ngoại trừ Dương Diệp ra, vẫn có gần 20 mấy yêu thú không khôi phục bản thể, bởi vậy lần này Dương Diệp cũng không tính hạc giữa bầy gà. Lúc này, Hổ Mông bên cạnh Dương Diệp đột nhiên chỉ vào phía xa, nói. Nhìn thấy truyền tống trận đó không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở trên mảnh đất trống ngoài nghìn trượng có 30 truyền tống trận, không nhiều không ít, vừa vặn 30. Hổ Mông nói. Đợi lát nữa sau khi bắt đầu, truyền tống trận sẽ khởi động. Chỉ cần đi vào trong đó, sau đó truyền tống ra ngoài là có thể bước vào vòng tiếp theo. Đơn giản như vậy thôi sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Làm gì đơn giản chứ? Lúc này, Cuồng Cảnh lắc đầu, nói. Sau khi bước vào truyền tống trận, cần chờ 10 hơi thở mới có thể bị truyền tống đi, trong quá trình này thì người truyền tống không thể hành động. Cho nên, người cảm thấy đơn giản sao? Thì ra là thế. Dương Diệp xem như đã hiểu rõ. Lúc bị truyền tống không thể hành động, lúc này, những người bên cạnh nhất định sẽ ra tay với người. Cho nên nhất định phải hợp tác. Hợp tác thế nào? Đương nhiên là bảo vệ. Lúc một người truyền tống, mấy người khác qua bảo vệ. Chỉ có như vậy, mới có thể yên ổn truyền tống ra ngoài. Nghĩ đến đây, Dương Diệp đã có thể dự kiến được chuyện kế tiếp tàn khốc tới mức nào. Sói nhiều thịt ít, cạnh tranh này nhất định sẽ kịch liệt một cách khác thường. 30 truyền tống trận. Mỗi một truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người, mọi người nhất định cần phải liên thủ. 3 người đứng đầu mỗi một tổ nhất định sẽ liên thủ, nhưng những người còn lại sẽ làm thế nào? Đương nhiên cũng liên thủ, sau đó đối phó với 3 người đứng đầu trước. Bởi vì chỉ có ngăn cản 3 người đứng đầu, bọn họ mới có cơ hội. Đương nhiên, không phải tất cả liên hợp đều đối phó với 3 người đứng đầu. Nếu như tất cả yêu thú mỗi tổ đều liên hợp lại đối phó với 3 người đứng đầu trước. Bọn họ còn chơi cái rắm. Tuy nhiên cũng có loại tình huống này xuất hiện, nhưng bình thường chỉ khi 3 người đứng đầu thật sự quá mạnh mẽ mới xuất hiện. Có thể nói, ở đây 3 người đứng đầu xem như là tương đối nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng có cơ hội ra ngoài.
bởi vì thực lực của ba người đứng đầu mỗi một tổ đều là mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu như không có người giúp ngươi, trừ khi một mình ngươi chọn chống lại tất cả yêu thú, nếu không ngươi đừng mong truyền tống ra ngoài. Không thể không nói, sát hạch này của yêu tộc vẫn không tệ. Đoàn kết, liên minh hội yêu tộc chính là muốn nói cho những yêu thú một đạo lý, một mình ngươi mạnh mẽ, nhưng nếu như không có tộc quần giúp đỡ thì cũng chỉ là vô dụng, trừ khi ngươi mạnh mẽ đến mức nghịch thiên một người chống lại được tất cả, giống như lúc này, một mình ngươi đánh 9999 yêu thú, như vậy sẽ không có yêu thú nào có thể ngăn cản ngươi truyền tống ra ngoài. Nhưng có thể làm được điều này sao? Sở dĩ nói đợi lát nữa sẽ rất kịch liệt là bởi vì cho dù bây giờ có rất nhiều yêu thú hợp tác, nhưng đã cuối cùng, bọn họ cũng sẽ một lần nữa tách ra thành từng đoàn thể nhỏ, sau đó lại bắt đầu cạnh tranh. Đơn giản mà nói, mỗi một tổ cuối cùng chỉ có ba người có thể bước vào trong đó, ba người này muốn đi vào trong đó, nhất định phải kiên trì từ lúc mới bắt đầu cạnh tranh đến giây phút cuối cùng đó. Khó khăn sao? Đặc biệt khó khăn. Dương Diệp cũng cảm giác áp lực. Cho dù hắn lợi hại, nhưng còn chưa lợi hại đến tình trạng lấy một chọi mấy trăm, cho dù có kiếm cũng làm không được, những yêu thú không có khả năng là cặn bã, cho dù dùng kiếm hắn có thể giết chết trong nháy mắt, nhưng có thể giết chết nhiều yêu thú trong nháy mắt như vậy sao? Ở đây, nhất định phải hiểu được cách phối hợp, hiểu được cách hợp tác. Qua khoảng chừng một khắc, một âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung. Bắt đầu. Vừa dứt lời, yêu thú lập tức nhanh chóng phân ra, sau đó tập hợp thành từng đoàn thể nhỏ. Mặc dù không có yêu thú xông về phía những tống trận, nhưng bầu không khí ở đó lại có chút căng thẳng. Dương Diệp nhìn về phía cuồng cảnh, nói. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Chờ. Man sư trầm giọng nói. Cuồng cảnh khẽ gật đầu, nói. Nếu như bây giờ chém giết tới truyền tống trận thì sẽ bị bao vây tấn công, đặc biệt là chúng ta. Bởi vì chúng ta là mạnh nhất trong tổ này, bây giờ chém giết, tất cả bọn họ sẽ liên thủ tới giải quyết chúng ta trước. Nhưng chúng ta bất động thì bọn họ cũng không dám ra tay, bởi vì ai tới trước giết chúng ta, ai đó xác định xong đời trước. Dương Diệp nhíu mày nói. Như vậy phải chờ tới khi nào? Sẽ không lâu đâu. Man sư nói. Đợi lát nữa sẽ xuất hiện 10 tấm phù miễn dịch, tờ phù miễn dịch này có thể chống đỡ 10 hơi thở tấn công. Nó chính là chúng ta phải tranh đông tây, là nhất định phải tranh tới tay. Phù miễn dịch. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Man sư nói. Ta lấy một thí dụ, bốn người chúng ta hợp tác, nếu như ngươi muốn đi vào còn có ba người chúng ta bảo vệ ngươi, nhưng người cuối cùng phải làm thế nào? Ai tới bảo vệ hắn? Cho nên, tờ phù miễn dịch này là để lại cho kẻ cuối cùng. Cũng đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đây chẳng phải là nói. Có phù miễn dịch này thì có thể trực tiếp thông qua cửa sao? Trên lý thuyết là như vậy. Man sư nói. Nhưng cũng không nhất định, bởi vì nếu người có lực lượng vượt qua khả năng của phù miễn dịch có chấp nhận, phù miễn dịch này tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Tuy nhiên, ở đây không có quá 10 người có thực lực đó, lấy thực lực của đối phương mà muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ không phiền phức như vậy, cho nên phù miễn dịch này xem như là một giấy thông hành trực tiếp ra ngoài. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này không gian phía chân trời đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó có 10 đường ánh sáng đột nhiên nhanh chóng hiện ra trong không gian, sau đó rơi xuống về phía bên dưới. Phù miễn dịch. Man sư trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhanh tay nhanh mắt, cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp xuất hiện ở phía chân trời kia, sau đó nắm lấy một phù miễn dịch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người man sư ngược lại kinh sợ, man sư vội vàng nói. Mau thả xuống. Dương Diệp sửng sốt, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện ánh mắt tất cả những yêu thú phía dưới đều tập trung vào trên người hắn. Thương đánh chim đầu đàn. Dương Diệp hiểu rõ. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét. Nhìn cái gì vậy, không phục thì tới, ôi ta ngất. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất, bởi vì hơn 900 con yêu thú phía dưới đều xông về phía hắn. Dương Diệp lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Trước đó những yêu thú đã nhìn thấy hắn ra tay, nhưng phải biết rằng ở đó có 1000 con yêu thú đấy. Những yêu thú này thấp nhất cũng là cấp bậc bán thần, hơn nữa còn cũng không yếu. Đừng nói Dương Diệp bây giờ, cho dù là Dương Diệp có thể cầm kiếm cũng đánh không nổi đám yêu thú này. Dương Diệp muốn hù dọa những yêu thú, không hề nghi ngờ hắn đã thất bại. Nhưng chẳng bao lâu,
những yêu thú ở đó buông tha chuyện đuổi theo Dương Diệp. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh. Trong đó có mấy con yêu thú tốc độ nhanh đuổi theo Dương Diệp, nhưng, kết quả lại trực tiếp bị Dương Diệp đánh tơi bời một trận. Lại như vậy, tốc độ nhanh có thể đuổi theo Dương Diệp, nhưng đánh không nổi Dương Diệp, mà những kẻ thực lực có chút cường đại lại không đuổi kịp Dương Diệp. Cho nên chẳng bao lâu, những yêu thú bỏ qua việc đuổi theo Dương Diệp. Rõ ràng, bọn họ không muốn lãng phí thời gian. Cứ như vậy, Dương Diệp được một phù miễn dịch. Phía xa, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, nếu như những yêu thú liều chết đuổi đeo hắn, thật có chút phiền phức. Phải biết rằng bây giờ hắn không thể dùng kiếm, thực lực toàn thân giảm không biết bao nhiêu lần, đối mặt với những yêu thú này, hắn thật sự chỉ có thể trốn. Nhưng thật may, những yêu thú này cũng không muốn lãng phí thời gian, bỏ qua hắn. Một bên, Man Sư cùng Cuồng Cảnh và Hổ Mông nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng có thể được à? Cứ cầm rồi bỏ chạy thôi sao? Thật ra bọn họ cũng biết, sở dĩ những yêu thú kia buông tha cho Dương Diệp là vì thực lực của Dương Diệp. Vừa rồi mấy con yêu thú đuổi theo nhanh nhất gần như không có sức đánh trả đã bị Dương Diệp cho đánh bỏ dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng kia, rất nhiều yêu thú biết cục xương Dương Diệp này không dễ gặp, cho nên bọn họ lựa chọn buông tha. Dương Diệp đi tới trước mặt đám người Man Sư, sau đó nói. Đợi lát nữa các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Man Sư cùng Cuồng Cảnh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không ngờ được Dương Diệp sẽ yêu cầu đoạn hậu. Đoạn hậu có nghĩa là nguy hiểm, bởi vì nếu chẳng may có yêu thú đột nhiên ra tay lúc hắn đoạn hậu, vậy vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng phù miễn dịch cũng không phải có thể thật sự miễn dịch tất cả tổn thương, nó cũng có một giới hạn, vượt quá giới hạn này thì truyền tống sẽ bị cắt ngang. Cho dù không có yêu nghiệt siêu cấp ra tay, nhưng nếu như hơn 10 con yêu thú liên thủ cũng là có thể phá hỏng phù miễn dịch này. Im lặng một lát, cuối cùng Man Sư nói. Ta đoạn hậu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Man Sư nói. Là ta mời các ngươi, cho nên ta tới đoạn hậu. Dương Diệp mỉm cười, nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, những yêu thú kia biết thực lực của ta, cho nên ta đợi lát sẽ đi, chắc không yêu thú nào sẽ tới tìm ta gây phiền phức. Dù sao có nhiều truyền tống trận như vậy, bọn họ chắc chắn không có ý gây sự với ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Man Sư cùng Cuồng Cảnh im lặng một lát, cuối cùng Man Sư nói. Được. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp, nói. Man Sư ta chắc chắn kết giao, làm bằng hữu với ngươi. Sau này ra ngoài có chuyện gì, chỉ cần ta biết chuyện, có đủ khả năng, Man Sư ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Ta cũng vậy. Này Cuồng Cảnh nói. Dương Diệp cười nói. Đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí, ha ha. Mấy người nhìn nhau cười, cho dù đám người Man Sư là yêu thú, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa khôi phục bản thể, cho nên Dương Diệp xem bọn họ là người. Thật ra, bất kể là người hay là yêu thú, Dương Diệp đều đối xử bình đẳng, hắn kết giao bằng hữu chỉ chủ yếu nhìn xem có hợp không, tộc gì cũng không quan trọng. Ở đó, rất nhiều yêu thú còn đang tranh đoạt phù miễn dịch này. Rất nhanh, 10 tấm phù miễn dịch đều đã có chủ nhân. Dương Diệp nhìn lướt qua, cuối cùng, ánh mắt nhìn một nam tử áo bào xanh phía sau hắn còn có hai người thanh niên. Tất cả đều không có khôi phục bản thể. Sở dĩ hắn nhìn ba người này là bởi vì hắn phát hiện, những yêu thú xung quanh đều không dám đi gây sự với bọn họ. Bọn họ chắc là ám hạt tộc. Bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông trầm giọng nói. Ám hạt tộc. Dương Diệp nói. Rất lợi hại đúng không? Hổ Mông khẽ gật đầu. Đặc biệt lợi hại, đặc biệt là độc của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần trúng độc của bọn họ thì căn bản chắc chắn phải chết. Ngoại trừ số ít tộc, căn bản không có tộc nào sẽ tùy ý trêu chọc bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn thu hồi ánh mắt. Lúc này, nam tử áo bào màu lam này lại đột nhiên nhìn về phía hắn. Dương Diệp cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh cả hai bên đều thu hồi ánh mắt. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong một vòng này thì không phải, hai bên đều không ngốc, không lại lãng phí sức lực ở chỗ này. Dương Diệp rời tầm mắt sang bên cạnh, bên kia cách đó không xa có hai nữ tử, lấy thẩm mỹ quan của loài người tới nhìn thì bọn họ thật sự không tệ, tính, à xinh đẹp. Đương nhiên, quan trọng nhất là thực lực của hai người. Dương Diệp phát hiện xung quanh có yêu thú ra tay với hai nàng này, cơ bản đều lập tức bị hai nàng này đánh bại. Thanh điểu tộc. Bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông nói. Thanh điểu tộc có thực lực rất mạnh,
đặc biệt tốc độ của các nàng có thể xếp trước 5 trong tất cả các tộc ở yêu tộc chúng ta. Trước 5. Dương Diệp khẽ gật đầu, vậy đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Phải biết rằng, hai chữ yêu tộc này chỉ là một cái cách gọi, ở trong yêu tộc này có rất nhiều tộc quần yêu thú khác nhau, có thể đứng vào trước 5 đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Cũng đúng, thực lực của hai nàng này đều đặc biệt không tệ. Sở dĩ Dương Diệp quan sát những người này, dĩ nhiên là muốn tìm hiểu một chút, phải biết rằng những người này đều sẽ có khả năng trở thành đối thủ của hắn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Man Sư nói. Lúc nào thì các ngươi rời đi? Chờ hoàn toàn xác định chủ sở hữu của những phù miễn dịch đã. Man Sư nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Man Sư nói. Chờ hoàn toàn xác định sở hữu của những phù miễn dịch, cũng chính là khi những yêu thú tương đối mệt mỏi, khi đó sẽ tương đối an toàn hơn. Nếu không, nếu như bây giờ tiến đến, nếu chẳng may có yêu thú kích động thì chúng ta rất có khả năng bị bao vây tấn công. Hơn nữa, chờ những phù miễn dịch xác định sự sở hữu, cũng là khi những đoàn thể nhỏ nắm giữ phù miễn dịch muốn rời đi. Khi đó, những người còn lại đánh cược lần cuối cùng, áp lực của chúng ta cũng sẽ bớt đi một chút. Hiểu rõ. Dương Diệp khẽ gật đầu, bây giờ nếu như bọn họ rời đi, rất có khả năng sẽ bị bao vây tấn công, nhưng đợi lát nữa, những người nắm giữ phù miễn dịch đều sẽ lựa chọn rời đi, khi đó là thời điểm loạn nhất, cũng là thời điểm tốt nhất để bọn họ rời đi. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, một phù miễn dịch cuối cùng bị một con yêu thú hình thể rất lớn thu được, những đoàn thể nhỏ thu được phù miễn dịch lập tức đều phóng về phía những truyền tống trận. Đi! Man Sư vừa dứt lời, cơ thể thoáng di chuyển, phóng về phía truyền tống trận. Dương Diệp cùng Hổ Mông còn cuồng cảnh cũng lập tức đi theo. Bởi vì sớm có sự chuẩn bị, bởi vậy bọn họ rất nhanh đã đến trước một truyền tống trận trong đó, Man Sư nhìn về phía Hổ Mông nói. Ngươi đi trước. Hổ Mông do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, bước vào trong truyền tống trận. Thực lực của hắn là yếu nhất, hắn ở lại căn bản không ngăn cản được yêu thú nào. Bởi vậy, hắn đi trước hết. Vào giây phút Hổ Mông bước vào truyền tống trận, phía xa lập tức có một đám yêu thú lao về phía Dương Diệp, số lượng yêu thú vẫn rất nhiều, có ít nhất hơn 20 con. Lúc này, những yêu thú đã không chú ý được nhiều. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Gào! Lúc này, Man Sư đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp khôi phục lại bản thể, tiếp theo cơ thể hắn thoáng động, đụng về phía đám yêu thú kia. Không chỉ Man Sư, cuồng cảnh cũng khôi phục lại bản thể, sau đó vọt về phía đám yêu thú kia. Không chỉ bên phía đám người Dương Diệp họ, chỗ truyền tống trận nơi khác cũng phát sinh đại chiến. Đánh một trận cuối cùng. Ai cũng không muốn buông tha cơ hội này. Không thể không nói, thực lực của Man Sư cùng cuồng cảnh rất khá, hai người bọn họ lại chặn lại hơn 20 con yêu thú, Dương Diệp còn chưa có ra tay, cũng không thể ra tay, hắn nhất định phải canh giữ ở chỗ này. Đề phòng yêu thú khác đột nhiên đánh lén. Thời gian qua rất nhanh, 10 hơi thở thoáng qua đã qua, Hổ Mông hoàn toàn biến mất ở trong truyền tống trận. Sau khi Hổ Mông biến mất ở trong truyền tống trận này lập tức mở đi. Một truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người. Mà lúc này, Man Sư cùng cuồng cảnh cũng ngừng lại, những yêu thú vốn đến bao vây tấn công của bọn họ cũng rút đi, chạy về phía truyền tống trận khác. Man Sư nhìn lướt qua ở đó, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào một truyền tống trận ở gần bọn họ, lúc này, nơi đó giang cạnh tranh kịch liệt một cách khác thường. Hai tay Man Sư chợt vỗ một cái xuống mặt đất, thân thể cao lớn này trực tiếp đụng về phía nơi đó. Nhìn thấy Man Sư đánh tới, yêu thú nơi đó đều vội vàng lui lại, lúc này, Man Sư nhìn về phía cuồng cảnh. Ngươi đi trước, cuồng cảnh do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, bước vào trong truyền tống trận, lúc này. Những yêu thú xung quanh nhìn thấy cuồng cảnh bước vào truyền tống trận, lập tức bao vây về phía bọn họ. Man Sư đầu tàu gương mẫu, trực tiếp xông về phía những yêu thú. Dương Diệp vẫn không có ra tay, bởi vì có Man Sư đủ rồi. Đó cũng không phải là phân ra thắng bại, chỉ cần ngăn chặn 10 hơi thở là có thể. Mà lấy thực lực của Man Sư hoàn toàn có thể ngăn chặn 10 hơi thở. Hắn vẫn phải đề phòng nhỡ có yêu thú đột nhiên đánh lên về phía cuồng cảnh trong truyền tống trận này. Rất nhanh, cuồng cảnh biến mất ở truyền tống trận. Dương Diệp cùng Man Sư lập tức đi tới truyền tống trận tiếp theo, Man Sư nhìn về phía Dương Diệp. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào trong truyền tống trận.
Mà lúc này, xung quanh có hơn 50 con yêu thú lao về phía bọn họ. Hai mắt Dương Diệp híp lại và bước về phía trước một bước, sau đó đánh ra một quyền. Ầm! Một con yêu thú đứng mũi chịu sào trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh bay, tiếp theo, đầu nắm tay của Dương Diệp nhanh chóng vung lên, cơ bản mỗi con yêu thú bị nắm đấm của hắn đánh chúng đều trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Dương Diệp không nương tay. Từng quyền đều sử dụng hết toàn lực. Bởi vì Dương Diệp quá mức hung bạo mạnh mẽ, rất nhanh đã có một vài yêu thú dừng lại không tiến thêm. Bởi vì Dương Diệp quá khủng khiếp, cơ bản không có yêu thú nào có thể đứng vững trước một quyền của hắn. 10 hơi thở sau, Man Sư đã biến mất ở trong trận pháp. Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào truyền tống trận cách hắn không xa này, nơi đó còn trống, bởi vì còn đang tranh. Dương Diệp không do dự, lao đến truyền tống trận này. Nhìn thấy Dương Diệp đi đến, vẻ mặt yêu thú ở đó lập tức thay đổi. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước truyền tống trận này mà không có yêu thú nào ngăn cản hắn. Dương Diệp cũng không khách sáo, bước vào trong truyền tống trận, sau đó bóp nát phù miễn dịch. Sau khi phù miễn dịch bị bóp nát, một ánh sáng màu vàng bao phủ lấy hắn, cùng lúc đó, truyền tống trận bắt đầu khởi động. Không có yêu thú nào ra tay. Rất nhanh, 5 hơi thở qua đi, 6 hơi thở qua đi, khi đến hơi thở thứ 8, 5 luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên từ phía xa kéo tới, sau đó trực tiếp đánh vào chỗ trên truyền tống trận của Dương Diệp. Ầm, truyền tống trận chấn động mạnh, ánh sáng truyền tống này biến mất, ánh sáng màu vàng trên người của Dương Diệp cũng biến mất. Lúc này, một người thanh niên từ phía xa đi tới, nói. Dương tộc, chúng ta chờ giờ phút này rất lâu rồi. Thanh niên này chính là thanh niên mặc gia thú trước đó ở bên ngoài đã bị Dương Diệp đánh bỏ trên mặt đất tên. Trong truyền tống trận, Dương Diệp chậm rãi đi ra, sau đó nhìn về phía người thanh niên mặc gia thú này, nói. Không cho ta đi đúng không, vậy chúng ta lại tới từ từ chơi đùa một chút. Đúng, lại chơi đùa một chút. Trong truyền tống trận, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn không ngờ được sẽ bị người cắt ngang, càng không ngờ người tới đánh gãy hắn là thanh niên mặc gia thú trước đó đã từng bị hắn đánh. Đây là đánh hổ không chết thành hậu hoạn à. Dương Diệp đi từ trong truyền tống trận ra, sau đó nhìn về phía người thanh niên mặc gia thú này, người thanh niên mặc gia thú này cười lạnh đang muốn nói, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt người thanh niên mặc gia thú này. Người ta đến gây chuyện, nếu đã đến gây chuyện, vậy còn nói nhảm làm gì? Trực tiếp làm thôi. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời lại ra tay, đám người thanh niên mặc gia thú này đều thoáng ngẩn người ra, điều này không hợp lý. Thanh niên mặc gia thú còn chưa lấy lại tinh thần, nắm đấm của Dương Diệp đã đánh về phía đầu hắn, mà vào lúc này, một người thanh niên áo bào sang trọng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên mặc gia thú, sau đó đánh một quyền về phía nắm đấm của Dương Diệp. Mà khi nắm đấm của hắn cùng nắm đấm của Dương Diệp tiếp xúc, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người thanh niên áo bào sang trọng này trực tiếp bay ra ngoài, không chỉ hắn, người thanh niên mặc gia thú sau lưng hắn cũng bị hắn đụng bay ra ngoài. 4 người bên cạnh thanh niên mặc gia thú kia ngẩn người, sau đó sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức xông về phía Dương Diệp. Bành 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 bành! Thoáng qua! 4 người này đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không ai có thể đỡ được nắm đấm của Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không thu tay lại, cơ thể hắn thoáng động, lao về phía những thanh niên bị hắn đánh bay. Bành! Ở đó, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Nghiền ép, hoàn toàn ngược. Ở trước mặt Dương Diệp, những người thanh niên này thậm chí không có nổi sức đánh trả. Những yêu thú xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp mà kinh hãi run sợ. Sau khi Dương Diệp đánh bay những yêu thú, hắn vẫn chưa ngừng tay, mà xông qua đánh tiếp. Đặc biệt là người thanh niên mặc gia thú này trực tiếp bị hắn nắm chân dùng sức đập xuống mặt đất, tất cả mặt đất xung quanh đều bị đầu thanh niên mặc gia thú cho đập cho nứt ra. Cho dù phòng ngự của yêu thú bình thường đều rất mạnh, nhưng cũng không chịu được bị đập như thế đâu. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp mới ngừng lại. Lúc này... 5 tên người thanh niên này bao gồm người thanh niên mặc gia thú này đều nằm ở trên mặt đất, 6 người không chết nhưng cũng gần. Tất cả đều hấp hối, dường như sẽ tắt thở trong phút chốc. Thảm, đặc biệt thảm. Dương Diệp đi tới trước mặt người thanh niên mặc gia thú này, nhìn thấy Dương Diệp đi tới,
người thanh niên mặc da thú này nheo mắt, cơ thể theo bản năng rụt lại phía sau. Ở trong mắt hắn xuất hiện vẻ kiêng kỵ, ngoại trừ kiêng kỵ còn có một tia sợ hãi. Lúc này, hắn biết mình chọc vào người không nên dây vào. Trước đó ở bên ngoài, hắn bị Dương Diệp đánh cho một trận ở trước mặt mọi người, Dương Diệp lại không có việc gì, trong lòng hắn dĩ nhiên khó chịu, bởi vậy mới nghĩ chuyện trả thù. Hắn biết thực lực mình không bằng Dương Diệp, cho nên kêu năm bằng hữu đi cùng, nhưng trước đó đám người man sư vẫn đi theo Dương Diệp, hắn không dám lên. Hắn vốn có cho rằng không có cơ hội, nhưng không ngờ được Dương Diệp là người cuối cùng sẽ rời khỏi, lúc này hắn dứt khoát cùng năm bằng hữu ra tay cùng lúc. Nhưng hắn đoán được mở đầu, nhưng lại không đoán được phần cuối. Dương Diệp cúi đầu nhìn người thanh niên mặc da thú này, nói. Lần này trí nhớ đã tốt chưa? Người thanh niên nhìn Dương Diệp không nói gì. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Không tốt đúng không? Nói xong, tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của người thanh niên này biến đổi, nói. Tốt, tốt hơn rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tốt thì được được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giết người thanh niên này. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu như hắn làm như thế thì nhất định sẽ bị người gắn lên danh hiệu thủ đoạn độc ác, nếu như ở bên ngoài thì hắn tất nhiên không quan tâm. Nhưng ở đây, hắn không thể làm như thế. Bởi vì nếu làm như vậy, nhất định sẽ chọc cho những cường giả yêu tộc trong bóng tối bất mãn, dù sao lúc này những thanh niên mặc da thú đã không có sức đánh trả, lúc này ra tay giết chết liền có chút lòng dạ độc ác. Một chỗ nào đó trong không trung có hai lão già. Người này có thực lực không tệ. Một lão già áo bào đen nói. Dương tộc xuất hiện một kẻ không tầm thường. Lão già áo bào màu vàng khẽ gật đầu. Thực lực vẫn là thứ yếu, người này có tâm tính cũng không tệ. Ta cho rằng hắn sẽ giết chết đám nhóc kia, nhưng hắn không làm, có khả năng làm được chuyện lớn. Quả thật không tệ. Lão già áo bào đen khẽ gật đầu. Phía sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Nên như vậy. Lão già áo bào màu hoàng gật đầu và nói. Phía dưới, Dương Diệp giải quyết những người thanh niên xong thì đi về phía một truyền tống trận trong đó. Lúc này, những yêu thú xung quanh đều lui ra. Ai dám ngăn cản? Không ai dám ngăn cản. Dương Diệp bước vào trong truyền tống trận, lần này hắn không có phủ miễn dịch, nhưng không có yêu thú nào dám ra tay với hắn. Ai dám ra tay? Bây giờ, những yêu thú chỉ hy vọng Dương Diệp đi nhanh một chút, loại cường giả này ở lại chỗ này, bọn họ có cảm giác không an toàn. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, Dương Diệp đã xuất hiện ở Thiên Khung Thành. Vào giây phút hắn xuất hiện, man sư cùng cuồng cảnh vẫn có hổ mông lập tức tới đón, chuyện vừa xảy ra ở bên trong, bọn họ đã nhìn thấy, bởi vì chuyện ở bên trong đã được chiếu ra ngoài thông qua phù văn trận. Vừa rồi bọn họ thực sự toát mồ hôi thay cho Dương Diệp, thật may là Dương Diệp an toàn đi ra ngoài. Man sư đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Chờ lát nữa. Sau khi những người ra ngoài thì đánh bọn họ một trận. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, giáo huấn một lát là được. Man sự liếc nhìn Dương Diệp, không cảm thấy Dương Diệp đang giả và lớn, hắn quả thật có thực lực nói như vậy. Man sư khẽ gật đầu, nói. Bây giờ chúng ta đã thăng cấp, vòng tiếp theo là 10 năm ngày sau, trong lúc đó, chúng ta nhất định phải làm cho trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong nhất. Đúng rồi. 3 ngày sau thì chúng ta phải đi tới một chỗ. Đi tới một chỗ, chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Yêu thần điện. Man sư trầm giọng nói. 30 người đứng đầu đều có tư cách tiến vào yêu thần điện thu một món linh vật hoặc thuật thần thông. Nếu như được yêu thần nhìn chúng, có lẽ còn có thể thu được truyền thừa của yêu thần. Yêu thần. Dương Diệp không hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, vẻ mặt man sư cùng cuồng cảnh vẫn có hổ mông đều có chút cổ quái. Man sư do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi đừng nói không biết cả yêu thần đấy. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, nói. Từ sau khi ta sinh ra, Dương tộc chúng ta đã bí mật giấu ta đi bồi dưỡng, cho nên những năm gần đây ta vẫn luôn tu luyện, biết rất ít về chuyện bên ngoài. Đương nhiên, ta có biết yêu thần, hắn là thần tượng của yêu tộc chúng ta. Chỉ là ta không biết nhiều về hắn mà thôi. Không trách được trước đây ta chưa từng nghe qua ngươi. Man sư khẽ gật đầu, sau đó nói. Ở thời kỳ cổ xưa, vạn tộc mọc lên như rừng, khi đó có rất nhiều chủng tộc cường đại, yêu tộc ở trong những tộc này cũng không cường đại, phải nói lúc đó yêu tộc bị nô dịch.
Bị nô dịch, tộc gì lợi hại như vậy? Nhân tộc à? Dương Diệp hỏi. Man sư lắc đầu, nói. Thần tộc, những gia hỏa này tự xưng mình là thần, là tồn tại trí cao vô thượng, sau đó nô dịch các tộc còn lại trong vũ trụ này, tuy nhiên cuối cùng đã bị đẩy ngã. Trước đây yêu tộc chúng ta thiếu chút nữa bị thần tộc này diệt tộc, chính bởi vì yêu thần đột nhiên quật khởi mới khiến cho yêu tộc chúng ta được giữ lại. Nếu không, yêu tộc chúng ta có khả năng cũng biến mất cùng một ít chủng tộc khác. Yêu thần còn sống không? Dương Diệp hỏi, sở dĩ hắn hỏi như vậy là bởi vì nếu như đối phương còn sống, hắn không thể đi tới yêu thần điện kia. Dù sao, hắn không phải là yêu tộc thật sự. Không. Man sư lắc đầu. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, sau đó nói. Được, 3 ngày sau chúng ta đi yêu thần điện. Nếu đối phương không ở đó, hắn đương nhiên sẽ đi, đây chính là có bảo bối đấy. Không thể bỏ uổng được. Sau khi từ biệt Man sư và Cuồng Cảnh, Dương Diệp cùng Hổ Mông trở lại phòng tu luyện của mình. Tu luyện. Với Dương Diệp, bây giờ điều hắn cần phải làm là tu luyện, cố gắng tu luyện. Cho dù ở trong 2 vòng đầu hắn không gặp phải đối thủ, nhưng trong 1 vòng cuối cùng, cạnh tranh nhất định sẽ kịch liệt một cách khác thường. Trong 1 vòng cuối cùng, tất cả mọi người sẽ không che giấu mình, sẽ là rồng tranh hổ đấu chân chính. Ở dưới tình huống không thể dùng kiếm, hắn không thể có chút sơ suất cùng thả lỏng nào. Để có nhiều thời gian hơn, Dương Diệp vẫn tu luyện ở tầng thứ 3. Cha cha, quyền này của ngươi thật sự không ra làm sao cả. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong tầng thứ 2. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Thiên đang chắp 2 tay sau lưng đi về phía hắn. Ngươi không phải đang giúp ta cứu Tiểu Thất tỉnh lại sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Nghỉ ngơi một chút, muốn nàng tỉnh lại cũng không phải là chuyện một sớm một chiều được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi mới vừa nói quyền này không ra làm sao là có ý gì? Tiểu Thiên nói. Chính là không lợi hại chứ gì nữa. Dương Diệp vội vàng đứng lên. Đúng, ngươi nói đặc biệt đúng, quyền này rác rưởi muốn chết. Vậy ngươi xem, quyền rác rưởi như thế, ngươi cũng không hy vọng ta luyện, cho nên ngươi xem, cái này. Có phải ngươi muốn bảo ta cho ngươi quyền kỹ lợi hại hơn đúng không? Tiểu Thiên chớp chớp mắt nói. Đúng vậy. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu. Tiểu Thiên lắc đầu, nói. Không thể cho ngươi. Vì sao chứ? Dương Diệp trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Bởi vì quá lợi hại mà rơi vào tay của ngươi, thế giới này sẽ có nguy hiểm. Không không. Dương Diệp đột nhiên nắm cánh tay của Tiểu Thiên, nói. Tiểu Thiên, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau ta sẽ làm một người tốt, thật đấy. Ta cải tà quy chính, ta làm một người tốt. Quyền kỹ của Tiểu Thiên sẽ yếu sao? Chắc chắn sẽ không yếu. Theo Dương Diệp, ngũ hành phá giáp quyền đã là một môn huyền kỹ đặc biệt lợi hại. Nhưng ở trong mắt Tiểu Thiên lại không ra sao. Bởi vậy có thể tưởng tượng được ánh mắt của Tiểu Thiên cao tới mức nào, nàng có quyền kỳ mạnh tới mức nào. Bởi vậy, Dương Diệp đã không để ý gì tới mặt mũi, cứ thu huyền kỹ vào tay trước lại nói sau. Nhưng Tiểu Thiên vẫn lắc đầu. Không được. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Tuy nhiên, chờ thực lực ngươi lợi hại hơn một ít, ta thật ra có thể cho ngươi một môn quyền kỹ. Tại sao phải chờ thực lực lợi hại hơn mới cho? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên nói. Bởi vì bây giờ ngươi có hơi yếu, có vài quyền kỹ cho ngươi, ngươi miễn cưỡng học cũng chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi. Cho nên, ngươi nhất định phải lợi hại hơn. Ta mới có thể cho ngươi. Được rồi. Mặc dù Dương Diệp có chút không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, nếu Tiểu Thiên đã nói như vậy, hắn tất nhiên không tiện nói gì, dù sao sau này còn có cơ hội. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Tuy nhiên, quyền này ngươi có thể trở nên lợi hại hơn một ít. Còn có thể lợi hại hơn sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Thay đổi thế nào vậy? Tiểu Thiên nói. Quyền này của ngươi có ẩn chứa lực ngũ hành, trực tiếp công kích ngũ tạng của đối thủ, sở dĩ có thể trực tiếp công kích ngũ tạng của đối thủ là bởi vì lực ngũ hành của con người liên quan mật thiết với ngũ tạng, quyền này của ngươi chính bởi vì điểm ấy mới đặc biệt thay đổi, cũng là chỗ cường đại của nó. Nhưng nếu như ngươi không tổn thương được ngũ tạng của đối phương thì sao? Tiểu Thiên dừng lại một lát, lại nói. Còn có một điểm nữa, rất nhiều thể tu cùng yêu thú tu luyện cơ thể cũng tu luyện ngũ tạng.
Tu luyện ngũ tạng. Dương Diệp không hiểu. Cái này cũng có thể tu luyện được sao? Đương nhiên. Tiểu Thiên nói. Ngươi biết khuyết điểm thân thể của ngươi không? Khuyết điểm của ngươi chính là ngũ tạng của ngươi. Nếu có người sử dụng quyền này của ngươi đánh ngươi, ngươi có thể phòng được sao? Dương Diệp lắc đầu, cơ thể của hắn rất mạnh mẽ, nhưng ngũ tạng lại không mạnh. Nếu có người sử dụng ngũ hành phá giáp quyền đánh hắn, hắn rất có khả năng bị đối phương trực tiếp đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết cũng nên. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn bị đối phương bắn trúng. Tiểu Thiên. Cho nên, sau này ngươi phải tìm cách tăng cường ngũ tạng của mình, làm cho mình thật sự vạn tà bất xâm. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi nói quyền này của ta còn có thể nâng cao, vậy nên nâng cao thế nào? Lực lượng vu hồi, biết không? Tiểu Thiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không biết. Ngu ngốc. Tiểu Thiên liếc Dương Diệp một cái, nói. Từng nghe nói hồi âm chưa? Hồi âm. Dương Diệp không hiểu. Tất nhiên ta đã từng nghe nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó giơ tay chỉ trước ngực của Dương Diệp, nói. Quyền này của ngươi sẽ trực tiếp truyền tống lực lượng đến trong cơ thể của đối thủ, nói cách khác, chúng ta có thể khiến cho lực lượng kia giống như hồi âm, từ bên trong công kích ra bên ngoài, hiểu chưa? Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Tiểu Thiên nói như vậy, nếu như hắn còn không rõ thì quá ngu xuẩn. Hồi âm. Làm cho lực lượng tiến vào bên trong đối thủ, sau đó từ bên trong bắn ngược, từ bên trong công kích ra ngoài. Kể từ đó, uy lực của ngũ hành phá giáp quyền này nâng cao rất lớn, phải nói là sự lột xác về chất. Thật ra, phương pháp kia có phần giống như giới hạn, đều thuộc về vận dụng đối với lực lượng. Nhưng rất nhanh. Dương Diệp phát hiện ra một vấn đề. Làm thế nào để cho lực lượng giống như hồi âm? Dương Diệp hỏi, đây là vấn đề hắn phát hiện ra, Tiểu Thiên nói rất đơn giản, nhưng phải thế nào để cho lực lượng giống như hồi âm phản kích chấn động lại là vấn đề lớn đối với Dương Diệp. Tuy nhiên hắn biết, Tiểu Thiên nhất định có biện pháp. Nhưng Tiểu Thiên chỉ cho ra một chữ. Luyện. Dương Diệp nói. Ta biết luyện, chỉ là phải luyện thế nào? Không gian. Tiểu Thiên nói, lực lượng cùng âm thanh đều thông qua không gian truyền bá, cho nên có thể lợi dụng không gian tiến hành phản chấn lực lượng. Đương nhiên điều này có chút khó khăn, nhưng đối với ngươi chắc hẳn không phải khó khăn như vậy, bởi vì ngươi nắm giữ pháp tắc không gian. Nói xong, Tiểu Thiên bảo cho Dương Diệp biết nên lợi dụng không gian tiến hành phản chấn lực lượng thế nào. Khả năng lĩnh ngộ của Dương Diệp vốn không kém, hơn nữa có Tiểu Thiên chỉ đạo cùng với bản thân hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Bởi vậy chỉ trong giây lát hắn đã hiểu rõ nên làm như thế nào, tiếp theo chính là vấn đề thời gian. Luyện tập. Bất kỳ một môn huyền kỹ nào đều cần trải qua nhiều lần luyện tập. Dương Diệp còn chưa đạt được mức vừa điểm tới đã biết, vừa biết là hiểu. Có lẽ An Nam Tĩnh có thể làm được. Trong một tháng tiếp theo, Dương Diệp điên cuồng luyện tập kỹ năng mà Tiểu Thiên nói này. Nhờ điên cuồng luyện tập, Dương Diệp lợi dụng giữa lực lượng cùng không gian đã có một ít thành tựu, bây giờ hắn. Đánh ra một quyền đã có thể khiến cho một phần lực lượng chấn động quay về. Nhưng không có cách nào làm tất cả lực lượng đều chấn động quay về, chỉ có thể làm cho 7 phần lực lượng chấn động quay về. Dương Diệp vốn muốn tiếp tục luyện, nhưng không có thời gian. Bởi vì bên ngoài đã qua 3 ngày, đến lúc hắn phải đi yêu thần điện. Dương Diệp rời khỏi phòng tu luyện, lúc này Man Sư cùng Hổ Mông và Cuồng Cảnh đã chờ ở ngoài cửa phòng tu luyện của hắn. Khôi phục thế nào? Man Sư nói. Dương Diệp mỉm cười, nói. Đã tạm được rồi, thế nào, người đừng nói với ta là yêu thần điện có nguy hiểm đấy. Man Sư lắc đầu. Yêu thần điện tất nhiên không có nguy hiểm, nhưng người cũng biết phần lớn những người có thể bước vào trước 30 đều là loại người tâm ca lo khí ngạo, mọi người tập trung cùng một chỗ, khó tránh khỏi có thể sẽ gặp chuyện không may, cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thì ra là thế. Dương Cê Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của Man Sư, nhóm người Dương Diệp xuất phát, đi về ca phía yêu thần điện. Điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là yêu thần điện không phải ở trong thiên khung thành trong, mà ở bên ngoài thiên khung thành. Yêu thần sơn. Có thể nói yêu thần sơn là cấm địa của tất cả yêu tộc, bởi vì nơi này đã từng là chỗ ở của yêu thần. Mặc dù bây giờ yêu tộc làm theo ý mình. Nhưng đối với hai chữ yêu thần này, bất kể là bộ tộc nào, cho dù là thần phượng tộc hoặc thiên long tộc,
đều đặc biệt tôn kính hắn. Bởi vì nếu như trước đây không có yêu thần lại không có yêu tộc bây giờ. Yêu thần sơn đặc biệt cao, khoảng chừng vạn trượng. Khi Dương Diệp cùng đám người man sư đi tới dưới chân núi yêu thần sơn, ở đây đã có một số người, đương nhiên những người không phải là người, mà là yêu thú, tuy nhiên lúc này bọn họ là hình người, cho nên Dương Diệp xem bọn họ là người. Dương Diệp nhìn lướt qua, quả nhiên tất cả đều là những kẻ bước vào vòng thứ ba. Bọn họ đang chờ chúng ta sao? Dương Diệp nói. Cuồng sư liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Sao có thể như vậy được, sở dĩ bọn họ ở đây là bởi vì bây giờ còn chưa đến lúc thôi. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Lúc này, Hổ Mông nói. Chờ tất cả 30 người đến, sau đó cùng tiến lên, xem như là một lần so tài, xem ai lên đỉnh núi trước. Ai lên đỉnh núi trước thì có lợi gì? Dương Diệp hỏi. Hổ Mông suy nghĩ một lát, sau đó nói. Hình như không có, nhưng mỗi lần đều do mọi người tự phát tổ chức, cho nên không có thưởng. Nhưng ba người tới đầu của mỗi lần đều rất có khả năng chính là ba người thứ hạng đầu trong hội vạn tộc. Dương Diệp nhún vai, không có lợi thì vẫn khiêm tốn một chút. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, 30 người đã tập trung ở chân núi. Sau khi tất cả mọi người đến, một vài người hóa thành hình yêu thú lập tức khôi phục lại bản thể, sau đó cơ thể thoáng di chuyển phóng về phía yêu thần sơn. Bên cạnh Dương Diệp, Man Sư cùng Cuồng Cảnh cũng khôi phục lại bản thể, sau đó lao về phía đỉnh núi yêu thần sơn, ngay cả Hổ Mông cũng vậy. Dương Diệp nhún vai, sau đó đi theo, tuy nhiên tốc độ của hắn vẫn không quá nhanh. Hắn luôn không thích chuyện náo động này, hơn nữa bây giờ thân phận của hắn có chút đặc biệt. Với lại còn không có lợi ích đâu. Rất nhanh Dương Diệp phát hiện ra tốc độ của những yêu thú dần dần chậm lại, hơn nữa còn càng lúc càng chậm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại, không cần phải nói, núi này nhất định là có điều kỳ lạ. Cũng đúng, cho dù vạn trượng thoạt nhìn rất cao, nhưng đối với những yêu thú này cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi. Nếu như không có khó khăn, vậy không hề nghi ngờ chính là tốc độ ai nhanh người đó đứng đầu. Một lát sau, Dương Diệp phát hiện ra một trọng lực rơi vào trên người hắn, hắn phát hiện nếu như tốc độ nhanh hơn, trọng lực này sẽ càng lúc càng nặng, nhưng nếu như duy trì tốc độ bây giờ, trọng lực này sẽ không quá nặng, có thể hắn lấy loại tốc độ này đi về phía trước. Nhưng lấy loại tốc độ này muốn có một thứ tự tốt thì không thể. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cho dù tốc độ của những yêu thú ở đó đều chậm lại, nhưng cũng có mấy người tương đối xuất sắc, sau khi tốc độ của bọn họ ban đầu trở nên chậm lại. Bây giờ đã càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, điều này đại biểu áp lực trên người hắn càng lúc càng nặng, nhưng hắn vẫn có thể càng lúc càng nhanh, thực lực này cũng có chút khủng khiếp. Dương Diệp liếc nhìn Man Sư cùng Cuồng Cảnh còn có Hổ Mông. Man Sư cùng Cuồng Cảnh còn tốt, vẫn duy trì phía trước 15, mà Hổ Mông lại ở sát sau. Sau một khắc, tất cả yêu thú đều đã leo lên yêu thần sơn. Tuy nhiên, Dương Diệp cũng không biết ai được vị trí thứ nhất. Bởi vì người ta tuyệt đối không chờ hắn, mà trực tiếp bước vào yêu thần điện. Dương Diệp vừa lên đỉnh núi đã bị đám người man sư kéo chạy. Dương Diệp không hiểu, hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Man sư nói. Yêu thần hiển linh, đi, nhanh hơn. Yêu thần hiển linh. Dương Diệp ngẩn người, sau đó buột miệng nói ra. Tiểu tử kia không chết à? Nói xong, Dương Diệp tự biết nói lỡ, sau đó vội vàng nói. Ý ta nói lão nhân gia còn sống trên đời à? Còn, tuy nhiên không ở vũ trụ này. Lần này là một tia thần thức của hắn trở về. Man sư nói. Rất nhiều tộc trưởng bên trong yêu tộc đã chạy đến. Đi thôi, chúng ta đi nhanh hơn, xem có thể nhìn thấy yêu thần hay không. Lúc này, Dương Diệp vội vàng xua tay. Không không, ta không đi. Nói đùa, lão quái vật giống như yêu thần này, nếu hắn thấy đối phương. Đối phương tuyệt đối có thể nhìn thấu hắn là loài người mà không phải yêu thú. Một khi bị đối phương phát hiện, ở đây, hắn thật sự phải chết. Vì sao? Man sư không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, một thần thức đột nhiên rơi vào trên người của Dương Diệp. Khi đạo thần thức này rơi vào trên người hắn, Dương Diệp lập tức không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ngươi là loài người. Yêu thần. Sở dĩ Dương Diệp xác định đối phương là yêu thú là hoàn toàn dựa vào cảm giác. Hắn chứng kiến qua và giết qua cường giả luân hồi cảnh,
âm thanh này cho cảm giác của hắn căn bản không phải cường giả luân hồi cảnh. Hơn nữa trừ khi là có tâm, nếu không cường giả luân hồi cảnh căn bản không có khả năng trực tiếp nhìn thấu hắn là loài người. Bị phát hiện. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, sau đó thần thức đáp lại. Là loài người. Nếu đã bị phát hiện, vậy dĩ nhiên phải dứt khoát thừa nhận, lúc này ngụy biện sẽ chỉ làm đối phương khinh thường. Im lặng rất lâu, giọng nói kia đột nhiên lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Người tới là khách, vào đi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, rõ ràng đối phương không phải có giết hắn. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Man Sư, nói. Đi thôi. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Man Sư đi tới ngoài cửa yêu thần điện, lúc này 30 người đứng đầu đều ở ngoài cửa. Tộc trưởng các tộc ở bên trong. Hổ Mông nói. Xem ra, lần này yêu thần sử dụng một tia phân thân trở về là có chuyện gì lớn. Qua khoảng qua một canh giờ sau, cửa đại điện đột nhiên mở ra, tiếp theo có một giọng nói từ trong đó truyền ra. Đám tiểu tử đều vào đi. Nghe vậy, mọi người lập tức đi vào trong đại điện, khi bọn họ bước vào đại điện, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, trước mắt Dương Diệp cũng vậy. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trong một gian đại điện rộng rãi, ở phía trên của đại điện có một nam tử trung niên lơ lửng trên không trung, nam tử trung niên mặc quần áo màu ánh trăng áo bào xa hoa. Ở trên trán có một chữ yêu rất nhỏ. Yêu thần. Ánh mắt yêu thần rơi vào trên người của Dương Diệp, quan sát Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Kiếm vực, nhiều loại pháp tắc, hai loại ý cảnh, cơ thể cảnh giới bất tử bất diệt, tuổi ngươi lại không vượt quá 30. Không ngờ được trong nhân tộc xuất hiện thiên tài như ngươi vậy, nhân tộc may mắn, cũng là may mắn của thế giới này. Dương Diệp nói. Tiền bối không giết ta sao? Giết ngươi. Yêu thần cười nói, vì sao phải giết ngươi? Dương Diệp nói, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ rất không tốt, không phải sao? Nụ cười trên mặt yêu thần dần dần biến mất, rất lâu sau mới thấy hắn lắc đầu. Thật ra rất lâu trước đây, tất cả chủng tộc đều liên thủ để đối đầu với thần tộc, khi đó quan hệ yêu tộc ta cùng nhân tộc rất tốt, vô cùng tốt, nhưng mà đáng tiếc, thời gian trôi qua nên mọi thứ đều thay đổi. Quan hệ hữu nghị của nhân tộc cùng yêu tộc không chỉ không truyền thừa tiếp, trái lại còn bắt đầu căm thù lẫn nhau. Dương Diệp nói, không có tình hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Yêu thần mỉm cười, nói, ngươi nói rất đúng, thời gian là tất cả, phần lớn đều chỉ vì lợi ích. Dương Diệp khẽ gật đầu, cho nên chúng ta cần nhờ vào chính mình, bản thân mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ mới không có người nào dám bắt nạt. Ngươi có phần giống một người ta đã gặp. Yêu thần đột nhiên nói. Ai? Dương Diệp hỏi. Vẻ mặt yêu thần có chút nghiêm trọng. Một người cũng dùng kiếm, tự xưng là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, nói. Tiền bối ngươi cũng biết Tiêu Giao Tử à? Hắn dĩ nhiên kinh ngạc, bởi vì yêu thần và Tiêu Giao Tử không có khả năng là người cùng một thời đại. Không tính là biết. Yêu thần nói. Chỉ là từng thấy hắn ra tay, rất mạnh. Mạnh tới mức nào? Dương Diệp hỏi. Yêu thần im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói. Trong nhân tộc, trong lịch sử từ trước tới nay không có người đuổi kịp hắn. Hắn đã mạnh đến mức này sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết về Tiêu Giao Tử cũng chỉ là lời đồn đại về Tiêu Giao Tử lưu lại, những truyền thuyết kia đều chuyện rất lâu trước đó, cho nên, thực lực của Tiêu Giao Tử hiện nay đến trình độ nào? Hắn không biết, nhưng hắn biết chắc chắn đã rất mạnh, chỉ là hắn không ngờ được đã mạnh đến mức độ này. Yêu thần khẽ gật đầu. Người này thật sự có tài năng hơn người, nhưng mà đáng tiếc hắn theo đuổi kiếm đạo ở mức độ cao nhất, vạn vật không dừng ở tâm, nếu không có hắn, nhân tộc các ngươi sẽ phát triển mạnh. Dương Diệp mỉm cười, Tiêu Giao Tử ngay cả kiếm tông do hắn một tay sáng lập cũng có thể buông tay không quan tâm, làm sao có thể đi để ý tới nhân tộc. Dương Diệp nói. Trước đó tiền bối nói hắn ở trong nhân tộc không người nào đuổi kịp, vậy còn tộc khác thì sao? Yêu thần mỉm cười, nói. Ta không rõ lắm, đại lục trước kia có vạn tộc mọc lên như rừng, trong đó có rất nhiều thiên tài, rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều chủng tộc thần bí cường đại. Ta hiểu biết rất ít về những chí cường giả này, cho nên tất nhiên không biết bọn họ cùng Tiêu Giao Tử ai mạnh ai yếu. Nói đến đây, yêu thần đột nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thật ra, thành tựu của ngươi sau này chưa chắc yếu hơn hắn,
bây giờ người thiếu là thời gian trưởng thành. Dương Diệp cười nói, có lẽ, tiền bối đưa ta tới đây, không phải chỉ để hàn huyên với ta những chuyện này chứ. Ngươi che giấu thực lực đi tới yêu tộc, ta rất muốn biết mục đích của ngươi. Yêu thần nói, Dương Diệp nói, ta không có ý muốn hại yêu tộc, cũng không cái năng lực kia, không phải sao. Yêu thần im lặng rất lâu, sau đó nói, quen biết tức là có duyên, ta cho ngươi một tạo hóa. Vừa dứt lời, yêu thần đột nhiên bấm tay điểm một cái vào Dương Diệp còn chưa lấy lại tinh thần trong phút chốc đã có một đường ánh sáng màu vàng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của hắn. Dương Diệp ngẩn người, sau đó hắn vội vàng để tâm thần chìm vào trong cơ thể, lúc này, ở vị trí trái tim trong cơ thể hắn có thêm một thứ màu vàng to bằng nắm đấm, có chút giống như cây hạch đào, chỉ là hơi lớn. Đây là... Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu thần, không hiểu. Yêu đan của ta. Yêu thần nói. Yêu đan. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Nội đan của ngươi, ngươi không cần nội đan sao? Yêu thần cười nói. Đến trình độ như ta thì thứ này chỉ là ràng buộc, nhưng đối với ngươi lại có tác dụng rất lớn. Bởi vì ta đã tu luyện vật ấy đến mức độ cao nhất, cho nên bây giờ ngươi không cần cố ý tu luyện nó. Lại có thể mượn lực lượng của nó, cũng chính là yêu thần lực. Yêu thần lực? Dương Diệp hỏi. Yêu thần khẽ gật đầu. Năm đó ta có một thần thông đặc biệt, người phát động viên đan dược này, lấy cảnh giới cùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi có thể lập tức nâng cao lực lượng thân thể của mình gấp 5 lần. Không chỉ có vậy, phòng ngự thân thể cũng có thể thu được yêu thần lực gia tăng ở trong khoảng thời gian ngắn ít nhất gấp 5 lần. Ông trời của ta ơi! Dương Diệp hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Lực lượng lập tức nâng cao gấp 5 lần, đó là khái niệm gì? Cơ thể hắn bây giờ đã rất mạnh, nếu như lập tức nâng cao lực lượng gấp 5 lần, cường giả luân hồi cảnh không chú ý cũng sẽ bị một quyền của hắn cho đánh bay, âm dương cảnh cũng không cần nói, một quyền có khả năng sẽ làm cho đối phương thành làm một bãi thịt nát. Còn có phòng ngự, nếu như cơ thể của hắn thu được yêu thần lực gia tăng, nâng cao gấp 5 lần, vậy hắn hoàn toàn có thể đứng đánh cường giả luân hồi cảnh. Mà lúc này, yêu thần lại nói. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, dù sao vật ấy không phải là của bản thân ngươi, tất cả, không thể sử dụng yêu thần lực quá độ, nếu không sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với cơ thể ngươi. Còn nữa, cảnh giới ngươi bây giờ vẫn quá yếu, không có cách nào hoàn toàn phát huy tác dụng của nội đan yêu thần, theo thực lực của ngươi nâng cao, vật ấy giúp đỡ ngươi càng lúc càng lớn. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, ngươi tặng ta món quà lớn như vậy. Vì sao? Cũng đừng nói có duyên với ta gì đó. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, có phải sắp phát sinh chuyện gì không? Yêu thần khẽ gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên nó cũng không nhất định sẽ phát sinh, nói chung giống như ngươi nói, bản thân mình nhất định phải có thực lực mới có thể đối mặt với tất cả. Dương Diệp im lặng, nghe yêu thần này nói hình như có chuyện gì lớn có thể sắp phát sinh. Tuy nhiên hắn không có hứng thú về những chuyện này. Mục đích của hắn chỉ là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, về phần cái khác, dù sao trời sập cũng có người cao hơn chống đỡ, không cao hơn thì hắn có thể chống đỡ một lát, không thể chống đỡ liền bỏ chạy. Lúc này, yêu thần nói, ta không có nhiều thời gian, còn có một ít chuyện phải thông báo một chút, ngươi rời đi thôi. Dương Diệp ôm quyền sau đó nói với yêu thần, cảm ơn. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất khỏi đại điện. Sau khi Dương Diệp rời đi, một lão già tóc trắng xuất hiện ở trong đại điện, nói. Ta không ngờ được hắn là nhân tộc. Yêu thần nói. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm vực, dùng kiếm vực che giấu khí tức của mình, nếu như ngươi không cố ý nhằm vào, căn bản không phát hiện được hắn. Người này tới yêu tộc ta, không biết có mục đích gì. Lão già trầm giọng nói. Yêu thần nhìn về phía lão già, nói. Cổ Mạt, nhìn chuyện không thể suy nghĩ về phía phương diện xấu. Vì sao ngươi không suy nghĩ về phương diện tốt chứ? Người này có tài năng hơn người, hắn tới yêu tộc ta, nếu như yêu tộc ta có thể kết giao với hắn thì sẽ có lợi rất lớn với yêu tộc ta. Lão già tóc trắng khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ. Giống như lời yêu thần nói, cho dù quan hệ yêu tộc cùng nhân tộc bây giờ không tốt lắm, nhưng nếu như có thể kết giao với một vị trí cường giả nhân tộc, vậy sẽ là chuyện tốt đối với yêu tộc. Yêu thần nói. Hắn che giấu tung tích tới yêu tộc nhất định là có chuyện gì đó, cho nên, ngươi cũng không cần công khai thân phận của hắn. Hơn nữa,
bây giờ hắn nắm giữ nội đan yêu thần của ta, từ trình độ nào đó mà nói cũng tính là truyền nhân của ta. Nghe vậy, vẻ mặt lão già tóc trắng lập tức lộ vẻ cay đắng, thật ra hắn càng hy vọng yêu thần truyền nội đan cho yêu thú yêu tộc, mà không phải một loài người. Dù sao không phải là tộc loại ta thì sẽ có tâm tư khác. Chỉ có điều bây giờ gỗ đã thành thuyền, điều hắn có thể làm chính là phối hợp. Yêu thần ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau một hồi, hắn khẽ thở dài. Nhân tộc quả nhiên là nhân tài xuất hiện không ngừng. Nói xong, cơ thể hắn dần dần hư ảo, khi hắn sắp biến mất đột nhiên lại nói. Nhớ kỹ lời của ta, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu quả thật có ngày đó, yêu tộc ta cũng không đến mức trở tay không kịp. Vừa dứt lời, hắn đã hoàn toàn biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp rời khỏi yêu thần điện. Mà lúc này, những người còn lại vẫn ở trong điện, rõ ràng những người này chắc chắn cũng có cơ duyên của mình. Đối với Dương Diệp, thu hoạch lần này cũng không nhỏ rồi. Nội đan yêu thần không chỉ có thể làm cho thực lực của hắn tăng lớn, còn có một lợi ích siêu cấp, đó chính là hắn không cần gờ lo lắng bị lộ nữa. Có nội đan của yêu thú ở bên trong thân thể, hơn nữa còn là nội đan của yêu thần, ai dám nói hắn không phải là yêu tộc. Hắn cũng không lo lắng yêu thần động tay động chân vào nội đan yêu thần, có Hồng Mông Tháp ở đó, bất kỳ thứ nguy hiểm nào cũng đừng móng tiến vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp trở lại phòng tu luyện, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không chỉ tu luyện ngũ hành phá giáp quyền, còn tu luyện lực của yêu thú này. Cho dù hắn chỉ cần phát động nội đan yêu thần lại có thể thu được yêu thần lực, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã nắm giữ yêu thần. Lực này, hắn cần phải có một quá trình thích ứng với yêu thần lực. Dù sao, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, trong giây lát nhất định sẽ không thích hợp. Mà ở trong thời gian đối địch nếu như không thích hợp, vậy cũng có thể sẽ lật xe. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp phát động yêu thần lực, lập tức có một ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, rất nhanh, toàn thân Dương Diệp che phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng mỏng. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, sau đó hít một hơi thật sâu. Lực lượng. Bây giờ hắn cảm giác mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cứ như vậy, trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều tu luyện ngũ hành phá giáp quyền và thích ứng yêu thần lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp đến ngày diễn ra vòng so tài cuối cùng của hội vạn tộc. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, Man Sư cùng Cuồng Cảnh còn có Hổ Mông đã đợi ở cửa phòng tu luyện từ lâu. Man Sư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi thu được gì ở trong yêu thần điện? Dương Diệp cười nói. Một truyền thừa. Hắn thu được nội đan yêu thần, nghiêm khắc để nói thì quả thật được tính là một loại truyền thừa. Truyền thừa. Man Sư kinh ngạc nói. Ngươi tự nhiên thu được truyền thừa, ngươi đúng là may mắn. May mắn. Dương Diệp mỉm cười, nói. Quả thật có chút may mắn. Các ngươi thì sao? Các ngươi thu được gì? Man Sư lắc đầu. May mắn không tốt, chỉ là một ít linh vật. Đúng rồi, có yêu thú thu được thần thông thuật của yêu thần năm đó để lại. Ai? Dương Diệp hỏi. Thiên tài của viên tộc, Khô Viên. Man Sư trầm giọng nói. Cũng là người đạt danh hiệu đứng đầu lần so tài này, hắn thu được thần thông truyền thừa của yêu thần, nếu như có thể nắm giữ ở trong khoảng thời gian ngắn, vậy lấy thực lực của đối phương, vị trí đứng đầu của hội vạn tộc lần này, sợ rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khô Viên. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi thì sao? Các ngươi muốn xông trước ba sao? Man Sư lắc đầu, nói. Chúng ta biết thực lực của mình, cố gắng trước 10 còn có thể. Chỉ cần thu được trước 10 thì chúng ta đã đặc biệt thỏa mãn rồi. Trước 3, chúng ta không thể tranh được. Hắn dừng lại một lát, lại nói. Mục tiêu của ngươi chắc là trước 3. Dương Diệp cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu và nói. Đúng là trước 3. Ba người Man Sư cũng không mấy bất ngờ, bởi vì bọn họ đã sớm đoán được. Thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy, mục tiêu nhất định là trước 3. Dương Diệp có thực lực này. Dương Diệp theo Man Sư tới trước quảng trường, lúc này trên quảng trường xuất hiện ba đài luận võ rất lớn. Mà ở xung quanh là vô số yêu thú, nhưng thật may lúc này bọn họ đều là hình người, nếu như bọn họ khôi phục bản thể, thành này tuyệt đối không chứa nổi. Lôi đài. Bên cạnh Dương Diệp, Man Sư nói. Vòng thứ ba là trực tiếp so tài, sẽ phân ra làm hai đội, sau đó hai đội rút thăm so tài, người thắng thăng cấp,
người thua trực tiếp đào thải. Quy tắc rất đơn giản, nhưng rất tàn khốc, bởi vì ai cũng không thua nổi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Hy vọng chúng ta đừng bị phân ở cùng một tổ, nếu không sẽ phải đối mặt. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Cuồng Cảnh và Hổ Mông đều cười ha ha. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn xem Man Sư vẫn có Hổ Mông cùng Cuồng Cảnh không thích nói chuyện kia là bằng hữu. Có người nói bằng hữu của hắn rất ít. Thật ra, bằng hữu của hắn cũng có rất nhiều, ví dụ như Hư Vô Thần, Độc Cô Kiếm, chỉ là bước chân của hắn quá nhanh. Hiện thực chính là như vậy, không theo kịp bước chân, không phải tụt lại phía sau thì sẽ bị đào thải. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của Dương Diệp cùng những người đó, chỉ là mọi người không có cách nào kề vai chiến đấu mà thôi. Trong cùng tuổi, cho tới bây giờ cũng chỉ có An Nam Tĩnh có thể theo kịp bước chân của hắn, thậm chí có khả năng vượt qua hắn. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh lại có một lão già tóc trắng xuất hiện ở đó. Lão già tóc trắng này chính là Cổ Mạt trong Yêu Thần Điện trước đó. Cổ Mạt nhìn lướt qua nơi đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Diệp, sau đó nói. Bây giờ bắt đầu chia đội. Hắn bấm tay bắn ra, một dương thủy tinh xuất hiện ở trên không trung của đám người Dương Diệp. Rất nhanh, một người thanh niên vẫy tay phải một cái, một lá bùa tự trong dương thủy tinh này bay ra, sau đó hóa thành một chùm ánh sáng xuất hiện ở đỉnh đầu của người thanh niên. Ánh sáng tản đi, một chữ hai xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người thanh niên. Tổ hai. Một lát sau, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, một đường ánh sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn một chữ một. Hắn là tổ một. Mà không khéo là Man Sư cũng ở tổ một. Man Sư cười gượng, nói. Hy vọng không gặp phải ngươi ngay từ đầu. Cho dù hắn rất tự tin vào chính mình, nhưng hắn biết rõ hắn cùng Dương Diệp đấu với nhau, nhất định sẽ không có phần thắng. Dương Diệp cười nói. Thật ra, thắng bại cũng không quan trọng như vậy. Quan trọng là tham dự, ta tin tưởng so chiêu cùng những cường giả này sẽ có lợi ích rất lớn đối với ngươi. Man Sư khẽ gật đầu, nói. Mục đích yêu tộc tổ chức hội vạn tộc cũng là điều này. Để cho các tộc chúng ta không làm ếch ngồi đáy giếng, mọi người so tài với nhau mới biết chỗ thiếu sót của mình, biết mình chưa đủ, mới có thể nâng cao thêm một bước. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói. Chế độ này của yêu tộc rất tốt, có thể nói theo chế độ tiếp tục xuống, có lẽ yêu tộc không có cách nào xưng bá tất cả đại lục thiên thiên, nhưng cũng không đến mức xuống dốc. Chỉ là nhân tộc thì sao? Thật ra, nếu nhân tộc quả thật đoàn kết cùng một chỗ, đây tuyệt đối là đặc biệt khủng khiếp. Nhưng chuyện nhân tộc thích làm nhất chính là làm hại nhau, từ rất lâu, nhân tộc cũng không thua tộc khác, mà bại bởi mình. Nhưng thật may ở đại thế giới này, nhân tộc rõ ràng cũng biết hậu quả khi không đoàn kết. Nếu như biết có ngoại tộc xâm nhập, tất cả sẽ liên thủ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp. Bây giờ lại rút thăm quyết đấu. Người nói chính là Cổ Mạt. Thật ra, cuộc so tài này rất đơn giản, đặc biệt đơn giản. Mỗi tổ tìm ra hai người giành chiến thắng, sau đó bọn họ sẽ đối chiến chéo tổ. Cho dù cách so tài này rất đơn giản, nhưng nội dung so tài đặc biệt tàn khốc. Không thể thua, từ giây phút bắt đầu. Nếu như ngươi muốn lấy được vị trí thứ nhất thì có nghĩa là từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc ngươi cũng không thể thua, thua một trận thì ngươi lập tức bị đào thải. Cho dù điều này có chút tàn khốc, nhưng người đứng đầu sẽ có chất lượng cao. Sở dĩ yêu tộc làm ra một cách so tài như thế, mục đích cũng chính là cái này. Phải biết rằng, ba người đứng đầu này sẽ phải đại biểu yêu tộc đi giao đấu cùng tộc khác, nếu như không mạnh, khi đó mất mặt chính là cả yêu tộc. Dương Diệp rút được một chữ, một, nói cách khác đối thủ của hắn là một yêu thú cũng rút được chữ, một khác. Một điều đáng để nói là bởi vì mỗi tổ có 15 người, cho nên quyết đấu hai với hai, sẽ xuất hiện thêm một, người này sẽ đấu với một người của tổ khác, người thua, trực tiếp đào thải. Mà nếu như thắng lại tạm thời an toàn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì sau khi danh ngạch của hai tổ được xác định, người này sẽ rút thăm quyết đấu cùng bốn người khác. Nếu như hắn thắng đối thủ sẽ thay thế được đối phương, trở thành tứ cường, nếu như thua sẽ bị trực tiếp đào thải. Có thể nói mỗi một tổ xuất hiện người thêm kia đều đặc biệt may mắn, bởi vì hắn sẽ đánh ít đi rất nhiều trận. Không khéo Dương Diệp chính là một người trong đó. Hắn tiến hành quyết chiến với yêu thú bắt được chữ một của tổ hai. Khi biết mình là người may mắn kia, Dương Diệp có chút sở khóc sở cười, thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đại sát bốn phương, một đường đánh tới cùng.
nhưng không ngờ được may mắn lớn như vậy, trực tiếp lấy được chữ một này. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Phía xa, Cổ Mạt liếc nhìn Dương Diệp sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp có thể bắt được số này là do hắn ra tay. Lời yêu thần nói, hắn dĩ nhiên đã nhớ, nếu thuận tiện có thể chiếu cố Dương Diệp một chút. Bây giờ chính là đang chiếu cố. Lúc này, Man Sư cùng Hổ Mông còn có cuồng cảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, khi biết được Dương Diệp bắt được số 1, ba người Man Sư sửng sốt, sau đó bắt đầu đều chúc mừng Dương Diệp. Quả thật đáng chúc mừng, bởi vì trước khi bốn người kia xuất hiện, Dương Diệp chỉ cần đánh một trận là được. Mà bọn họ ít nhất phải đánh đến 4-5 trận. Mà 4-5 trận, sau khi tranh tài xong thì thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 canh giờ, có thể tưởng tượng, đây là tàn khốc tới mức nào. Ha ha! Đúng lúc này, trong tổ hai phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn. Rút được số 1, ha ha, rút được số 1, ha ha. Ông trời đối xử với ta không tệ. Nghe được tiếng cười to đắc ý kia, Man Sư cùng cuồng cảnh và Hổ Mông lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nếu như người may mắn ở tổ 1 không phải Dương Diệp, vậy ông trời đối với đối phương quả thật không tệ. Nhưng người may mắn ở tổ 1 là Dương Diệp. Bọn họ không biết thực lực của Dương Diệp rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng bọn họ biết rất rõ ràng, tuyệt đối không quá ba người có thể đánh nhau với Dương Diệp. Tổ 1, ai là số 1 lăn ra đây cho ta? Đúng lúc này, trên đài luận võ phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Bốn người Dương Diệp có phần sững sờ, tiếp theo, Man Sư cùng Hổ Mông vẫn có cuồng cảnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía lôi đài, nói. Là số 1 đánh trước à? Man Sư khẽ gật đầu. Trình tự là từ đầu đến cuối cùng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Cũng tốt, sớm giải quyết, sớm nghỉ ngơi. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, xuất hiện ở trên lôi đài này. Trên lôi đài là một người thanh niên khôi ngô thân mặc áo bào đen. Khi người thanh niên khôi ngô áo bào đen này nhìn thấy Dương Diệp thì lập tức sửng sốt, sau đó hỏi. Ngươi không cần nói cho ta biết ngươi chính là số 1 chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nghe vậy, vẻ mặt thanh niên áo bào đen lập tức rất khó coi, bởi vì hắn chứng kiến qua thủ đoạn của Dương Diệp. Trước đó hắn biết thanh niên mặc gia thú bị Dương Diệp đánh ở chiến trường không trung, đối phương cũng tương tự với hắn. Nhưng đối phương ở trước mặt Dương Diệp ngay cả sức đánh trả cũng không có. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy mình rất may mắn, không ngờ được bây giờ ông trời lại cho hắn đòn cảnh cáo. Im lặng một hồi. Hắn đột nhiên truyền âm cho Dương Diệp nói. Lão huynh, ta chịu thua. Phần lớn yêu thú yêu tộc đều có khí phách, sở dĩ hắn trực tiếp chịu thua vì hai nguyên nhân, một là thực lực của Dương Diệp quá mạnh mẽ, hắn tự biết không phải là đối thủ của Dương Diệp, hai là hắn vừa đắc ý vênh váo bảo người ta bắt đầu lăn. Đơn giản mà nói, hắn sợ Dương Diệp chỉnh hắn tới chết. Phải biết rằng, ở trên đài luận võ này là sống chết tự chịu trách nhiệm. Nghe thấy thanh niên áo bào đen nói vậy, Dương Diệp sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, lập tức hỏi. Ngươi xác định chứ? Thanh niên áo bào đen khẽ gật đầu và truyền âm nói. Xác định, tuy nhiên có thể để cho ta chịu thua có chút mặt mũi không? Ví dụ như chúng ta tranh tài một lát, một khắc, chỉ chiến đấu một khắc, sau một khắc ngươi đánh bại ta thì thế nào? Vẻ mặt Dương Diệp cũng có chút kỳ lạ, rõ ràng hắn không ngờ mình gặp phải chuyện như vậy. Suy nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Được. Chút chuyện nhỏ này, hắn vẫn bằng lòng phối hợp. Nghe vậy, thanh niên áo bào đen lập tức vui mừng, sau đó nói. Cảm ơn. Ở nơi đây có rất nhiều yêu thú nhìn chăm chú, chân phải của hắn chợt dẫm xuống mặt đất, giống như một quả đạn pháo bắn nhanh về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thanh niên có tốc độ vẫn rất nhanh, khí thế rời đi cũng rất mạnh, nhưng ở trước mặt Dương Diệp. Bất kể là tốc độ hay là khí thế của người thanh niên vẫn còn quá yếu. Không quan tâm, nếu đã đáp ứng thì tất nhiên tốt được phối hợp. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh một quyền về phía trước mặt thanh niên đang lao tới. Một quyền này, Dương Diệp tuyệt đối không lấy ra hết tất cả sức lực, chỉ có hai phần. Dĩ nhiên đây là sợ dùng quá sức, trực tiếp đánh cho đối phương tàn phế. Bành! Theo một tiếng động nặng nề vang lên. Người thanh niên cùng Dương Diệp vừa chạm liền tách ra, Dương Diệp lùi về phía sau gần trăm trượng, người thanh niên kia chỉ lui không đến 50 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám yêu thú ở đó đều xôn xao.
Rất nhiều yêu thú đều nhìn thấy biểu hiện của Dương Diệp ở trong chiến trường không trung trước đó, có thể nói, Dương Diệp ở những trong lòng yêu thú chính là người được chọn vào top 3. Bởi vậy, rất nhiều yêu thú đều tới đây xem lần so tài này của Dương Diệp. Nhưng bọn họ không ngờ được, một quyền này của Dương Diệp lại rơi vào thế hạ phong. Ngay cả đám người man sư cũng lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng không nghĩ ra tại sao Dương Diệp lại rơi xuống hạ phong. Trên lôi đài, thanh niên áo bào đen kia vui mừng, sau đó lại bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ở trong vài lần va chạm tiếp theo, thanh niên áo bào đen đều nhiều lần chiếm thượng phong, không đúng, không phải chiếm thượng phong, mà là hoàn toàn đánh ép Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp ở trong mắt đám yêu thú chính là hoàn toàn không sức đánh trả. Rất nhanh, rất nhiều yêu thú dưới đài hoan hô cho thanh niên áo bào đen kia, thanh niên áo bào đen càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên cho truyền âm thanh niên áo bào đen. Một khắc đến. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thanh niên áo bào đen ngẩn người, lúc này đầu hắn cuối cùng mới tỉnh táo chút. Hắn liếc nhìn Dương Diệp và có chút nghi ngờ thực lực của Dương Diệp. Bởi vì hắn cảm giác vừa rồi Dương Diệp đấu quyền cùng hắn là dùng toàn lực. Bởi vậy lúc này hắn cảm thấy mình có thể chiến thắng Dương Diệp. Đây hoàn toàn là ý nghĩ khi đầu nóng lên. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn quên thủ đoạn của Dương Diệp ở trong đấu trường trên không trung, hoặc nói, hắn theo tiềm thức đã quên. Im lặng trong chớp mắt, thanh niên áo bào đen đột nhiên nói. Ta không nhận thua. Dương Diệp sửng sốt. Ngươi đổi ý. Thanh niên áo bào đen nói. Đổi ý với không đổi ý gì chứ, đừng nói nhảm nữa, tới chiến đấu đi. Bành. Thanh niên áo bào đen vừa dứt lời, còn chưa lấy lại tinh thần. Một lực lượng đã trực tiếp đánh vào bụng của hắn, hắn phun mấy ngụm máu, cả người bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ra gần nghìn trượng, cuối cùng nặng nề đập vào phía trên màn ánh sáng bảo hộ bên cạnh lôi đài. Bành! Màn ánh sáng chấn động mạnh, thanh niên áo bào đen đập rơi xuống đất, cơ thể co giật một hồi sau đã trực tiếp ngất đi. Tất cả yêu thú ở đó sững sờ, vừa rồi Dương Diệp còn bị áp chế chặt chẽ, mà bây giờ thanh niên áo bào đen kia đảo mắt đã thua. Chuyển biến này cũng quá đột nhiên. Dương Diệp liếc nhìn thanh niên áo bào đen nằm trên mặt đất phía xa, sau đó lắc đầu, hắn tỏ ra yếu kém cho đối phương mặt mũi, đối phương còn thật sự cho tặng hắn yếu đi. Đây không phải là đốt đèn lồng vào nhà vệ sinh sao? Lúc này, Cổ Mạt xuất hiện ở trên lôi đài và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương tộc, tiểu Dương thắng. Hắn dừng lại một lát, lại nói. Đi nghỉ ngơi một chút. Trận kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Dương Diệp ôm quyền nói với Cổ Mạt. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhảy xuống khỏi lôi đài tỷ võ. Man sư cùng cuồng cảnh, Hổ Mông lập tức tiến lên nghênh đón, man sư cười nói. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Các ngươi cố gắng lên. Ba người man sư khẽ gật đầu, bọn họ cũng không yêu cầu cao, cho nên áp lực tất nhiên không lớn như vậy. Đặc biệt là Hổ Mông, hắn có thể bước vào vòng thứ ba đã rất thỏa mãn rồi. Thời gian tiếp theo, so tài càng lúc càng nóng như lửa, điều duy nhất tương đối đáng tiếc là Hổ Mông, hắn trực tiếp bị đào thải ở vòng thứ nhất liền. Cho dù Hổ Mông cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không nổi giận, bởi vì điều này cho hắn biết mình còn thiếu sót, biết mình chưa đủ, chỉ cần cố gắng lại có thể làm cho mình nhận được nâng cao. Cho dù Hổ Mông bị đào thải, nhưng man sư cùng cuồng cảnh lại thắng trong vòng so tài thứ nhất. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày sau, man sư cùng cuồng cảnh đều bị đào thải, man sư được như nguyện bước vào trước 10, mà cuồng cảnh lại xếp hạng 12, tuy nhiên man sư cùng cuồng cảnh đều đã rất hài lòng. Lại qua một ngày, hai ở tổ hai đã xuất hiện. Theo thứ tự là Khổ Mạc Tà của ám hạt tộc, Ngôn Linh Tuyết của thanh điểu tộc, còn có Khô Viên của ma viên tộc, cùng với Huyết U của huyết lang tộc. Mà đối thủ của Dương Diệp chính là một trong bốn người này. Trên đài luận võ, Cổ Mạt nhìn lướt qua bốn người Khổ Mạc Tà, sau đó nói. Rút thăm, ai rút được số một, người đó quyết đấu cùng tiểu Dương của Dương tộc. Không cần đánh. Lúc này, Huyết U của huyết lang tộc đột nhiên đứng dậy, nói. Để ta. Nghe vậy, Dương Diệp phía dưới liếc nhìn Huyết U, mình hình như và đối phương không thù nhé. Trên lôi đài, Cổ Mạt nói. Ngươi xác định chứ? Huyết U khẽ gật đầu. Xác định. Cổ Mạt nhìn về phía ba người Khổ Mạc Tà, nói. Các ngươi không có ý kiến chứ?
Khổ Mạc Tà khẽ nói. Không có ý kiến. Nữ tử thanh điểu tộc kia cũng chính là Ngôn Linh Tuyết cũng lắc đầu. Còn lại Khô Viên liếc nhìn Huyết U, sau đó nói. Không có ý kiến. Cổ Mạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao, nếu như ngươi có ý kiến, chúng ta có thể rút thăm quyết định. Đây coi như là có ý tốt, bởi vì ai cũng có thể thấy được, Huyết U của Huyết Lang tộc đang nhằm vào Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Huyết U, sau đó nói. Không có ý kiến. Cổ Mạt do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói. Nếu tất cả đều không có ý kiến, vậy các người bắt đầu đi. Người thắng ở lại, người thua bị đào thải. Vừa dứt lời, cổ Mạt thân hình run lên, lập tức biến mất. Trên đài luận võ, Huyết U nói. Còn nhớ rõ con trâu lớn màu đen bị ngươi đánh ở trong chiến trường không trung chứ? Trâu lớn màu đen. Dương Diệp ngẩn người, sau đó suy nghĩ một lát. Rất nhanh, hắn nghĩ tới, đối phương nói chính là con trâu lớn màu đen mắng hắn hèn nhát ở trong chiến trường không trung. Dương Diệp nhìn về phía Huyết U. Các ngươi quen nhau à? Huyết U khẽ gật đầu, nói. Hắn là bằng hữu của ta, lấy thực lực của hắn thì có thể thăng cấp, nhưng bởi vì ngươi, hắn bị ép phải rời đi sớm. Cho nên, ngươi tới báo thù cho hắn. Dương Diệp nghiêm túc nói. Huyết U khẽ gật đầu. Ngươi không tệ. Trước đó ta không muốn lãng phí sức lực ở trên người ngươi, nhưng bây giờ ta cảm thấy, chúng ta có thể đánh một trận. Dương Diệp nhún vai, nói. Vậy ra tay đi. Huyết U nói. Khôi phục bản thể của ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Không cần. Huyết U nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi rất tự tin, nhưng tin tưởng ta, ngươi. Bảo ngươi ra tay thì ngươi lại không ra tay đi, chỉ lãng phí thời gian. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như vậy, để ta ra tay đi. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Huyết U, sau đó một quyền đánh về phía Huyết U. Huyết U cũng không khôi phục bản thể, sau đó đánh một quyền về phía Dương Diệp. Bành! Vừa mới tiếp xúc, hai người lại lập tức tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại một lần nữa song lên và đánh về phía Huyết U. Rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả yêu thú ở đó, Huyết U trực tiếp bị Dương Diệp đánh liên tục lùi lại, tháo chạy, không bao lâu, Huyết U đã bị dồn đến sát đài luận võ, sau đó bị Dương Diệp ép lên trên bức tường ánh sáng này đánh. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả yêu thú ở đó đều nghiêm trọng, bao gồm cả Khổ Mạc Tà, Ngôn Linh Tuyết, và Khô Viên, lúc này, thần sắc ba người cũng rất nghiêm trọng. Gào! Đúng lúc này, thân hình Huyết U đột nhiên run lên, ngay sau đó có một con sói toàn thân đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Huyết U hét lên giận dữ, sau đó nói. Khôi phục bản thể của ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Không cần, thật sự không cần. Vẻ mặt Huyết U lập tức dữ tợn lên. Ngươi khinh thường ta à? Dương Diệp. Lúc này, Huyết U lại nói. Nhanh, khôi phục bản thể của ngươi, chúng ta đánh một trận công bằng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nóng lên nói. Lão tử nói không cần chính là không cần. Đánh ngươi còn cần gì bản thể vượt. Bây giờ là đủ rồi. Đám yêu thú. Điên cuồng. Kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo. Đây là nghĩ của tất cả yêu thú ở đó. Phải biết rằng chỉ sau khi yêu thú khôi phục bản thể mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, mà khi biến thành hình người, thực lực của bọn họ rất khó có thể hoàn toàn phát huy ra hết. Mà bây giờ, Dương Diệp nói không cần khôi phục bản thể lại có thể đánh bại Huyết U. Nếu như hắn thật sự đánh bại Huyết U, vậy thực lực này có chút khủng khiếp. Ở đó, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Huyết U lập tức trở nên rất dữ tợn. Nó không nói nhảm, gầm lên giận dữ, sau đó hóa thành một đường ánh sáng đỏ đập thẳng về phía Dương Diệp. Va chạm này trực tiếp làm cho không gian xung quanh chấn động mãnh liệt. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt thành quyền, trong phút chốc hắn đánh ra một quyền. Giới hạn. Lực lượng giới hạn. Một đấm này đánh ra, hai mắt Cổ Mạt trong bóng tối đột nhiên trợn tròn, không chỉ Cổ Mạt, Khổ Mạc Tà cùng Ngôn Linh Tuyết, vẫn có Khô Viên của ma viên tộc ở bên ngoài đài luận võ cũng biến sắc. Rõ ràng, bọn họ phát hiện ra giới hạn của Dương Diệp. Ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Huyết U trực tiếp bay ra ngoài đập vào trên màn ánh sáng này. Tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh, dường như muốn bỡ nát vậy. Mà Huyết U cũng rơi xuống mặt đất,
nhưng chẳng bao lâu hắn lại đứng lên, chỉ là không ngờ Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó liền đánh ra một quyền. Bành! Huyết U vừa đứng lên lại bị một quyền của Dương Diệp đánh đến trên màn ánh sáng này, nhưng Dương Diệp vẫn không ngừng tay, chân phải chợt đạp một cái, cả người bắn ra ngoài, lập tức đi tới trước mặt Huyết U, sau đó lại một quyền đánh tới. Cứ như vậy, Huyết U trực tiếp bị Dương Diệp éo ở trên góc màn ánh sáng này và đánh, mà Huyết U không hề có sức đánh trả. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả yêu thú ở đó đều nghiêm trọng, đặc biệt là ba người Khổ Mạc Tà. Lúc này, bọn họ biết mình đã đánh giá thấp Dương Diệp, đánh giá thấp nghiêm trọng. Mà ở trong bóng tối, vẻ mặt Cổ Mạt cũng nghiêm trọng, hắn biết Dương Diệp là loài người, cũng biết thực lực của Dương Diệp thật sự không tệ, nhưng hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp tự nhiên khủng khiếp như vậy. Thực lực của Huyết U thật ra không tệ, ở trong yêu tộc cũng coi như là ưu tú, nhưng lúc này ở trước mặt Dương Diệp, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Quan trọng nhất là Dương Diệp sử dụng hoàn toàn là lực lượng thân thể. Dương Diệp làm nhân loại, nhất định còn có thủ đoạn khác. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến vẻ mặt Cổ Mạt nghiêm trọng. Trên đài luận võ, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này Huyết U đã hấp hối. Đã phân thắng bại. Dương Diệp xoay người đi trở về tại chỗ, lúc này, Cổ Mạt xuất hiện ở trên lôi đài, liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi thật sự không tệ. Dương Diệp mỉm cười, khiêm tốn nói. Bình thường thôi. Cổ Mạt khẽ gật đầu, sau đó tuyên bố. Trận chiến này, Tiểu Dương của Dương tộc thắng. Nghe được Cổ Mạt tuyên bố, ba người man sư dưới đài luận võ nhất thời bắt đầu hoan hô, không chỉ ba người man sư, ở đó còn có rất nhiều yêu thú cũng hoan hô. Theo, cũng giống như nhân loại, mọi người thích nhất chính là chuyện bất ngờ. Trước đó mặc dù Dương Diệp có chút bắt mắt, nhưng cũng chỉ là có chút bắt mắt mà thôi. Nhưng bây giờ, Dương Diệp không có khả năng chỉ bắt mắt nữa. Bây giờ là đặc biệt chói mắt, có thể nói, sau ngày hôm nay, mấy chữ Tiểu Dương của Dương tộc sẽ được truyền khắp tất cả yêu vực. Danh tiếng. Sở dĩ rất nhiều thiên tài của yêu tộc tới tham gia hội vạn tộc, một mục đích trong đó chính là danh tiếng. Ai không muốn nổi danh thiên hạ chứ? Ở đó, theo Dương Diệp giành được phần thắng, cuộc so tài tạm thời kết thúc, bởi vì bốn gã trước đều đã trải qua mấy lần giao đấu, cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có tất cả mọi người ở dưới trạng thái mạnh nhất, mới có thể phát huy ra thực lực thật sự của từng người, cũng có thể cho đám yêu thú một cuộc so tài đặc sắc. Cuối cùng so tài là 3 ngày sau. Sau khi Dương Diệp từ biệt đám người man sư, hắn trở lại bên trong phòng tu luyện của mình. Tu luyện. Trước sau như một tu luyện. Tiểu Thiên dạy chiêu lực lượng quay về chấn động cho hắn, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, bây giờ hắn muốn hoàn toàn nắm giữ nó. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ nó, ngũ hành phá giáp quyền của hắn sẽ được lột xác về chất, khi đó ngũ hành phá giáp quyền có thể có uy lực không kém hơn luân hồi nhất kiếm, đương nhiên nhất định là kém hơn một kiếm luân hồi. Luân hồi nhất kiếm chỉ có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với luân hồi cảnh, nhưng một kiếm luân hồi lại có thể tiêu diệt luân hồi cảnh. Đáng tiếc là kiếm ý của hắn vẫn chỉ là cảnh giới nửa bước quy nguyên, bởi vậy bây giờ hắn vẫn không có cách nào tu luyện một kiếm luân hồi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đang chuẩn bị tu luyện bên trong Hồng Mông Tháp thì đột nhiên nhíu mày, rất nhanh, hắn ra khỏi Hồng Mông Tháp, trở lại hiện thực. Lúc này, cánh cửa bên trong phòng tu luyện của hắn đang rung động, bên ngoài có người. Tay phải của Dương Diệp vung lên, cấm chế trên cửa được giải trừ, rất nhanh có một người thanh niên đi đến. Dương Diệp đã từng gặp nam tử này, đó chính là Khô Viên của ma viên tộc này. Có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Khô Viên khẽ gật đầu. Ta xem qua trận đánh của ngươi vừa rồi, lực lượng một đòn cuối cùng kia của ngươi đã phát sinh biến hóa, ngươi làm như thế nào? Dương Diệp tất nhiên biết đối phương nói là giới hạn, hắn mỉm cười, không thể không nói, tính cách những yêu thú yêu tộc thật sự thẳng thắn. Đối phương coi trọng chiêu này sau đó muốn học, liền trực tiếp hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, Khô Viên lại nói. Chúng ta có thể trao đổi. Trao đổi. Dương Diệp cười lắc đầu. Ngươi rất khó học được chiêu này. Thật ra hắn nói vậy không phải là giả, giới hạn nói trắng ra là pháp tắc giới hạn, học pháp tắc giới hạn sao? Pháp tắc là phải dựa vào ngộ. Đương nhiên trường hợp của Dương Diệp tương đối đặc biệt, hắn có kiếm vực nên có thể trực tiếp phục chế, có thể dùng cách này tới cảm ngộ. Nhưng Khô Viên không có. Cho nên đối phương muốn học thì không phải là khó khăn bình thường thôi đâu. Đương nhiên,
quan trọng nhất là hắn và đối phương không thân chẳng quen, sao có thể dạy đối phương như vậy được. Khô Viên rõ ràng không muốn buông tha, lập tức nói. Ngươi có điều kiện gì thì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều bằng lòng đi làm. Dương Diệp lắc đầu. Nói thật, thứ ta cần, thứ ta có thể coi trọng, ngươi thật sự không có. Bây giờ tầm mắt của hắn cao tới mức nào, đồ bình thường, bất kể là huyền kỹ hay bảo vật, hắn thật sự coi thường. Khô Viên im lặng tính toán, sau đó nói. Chúng ta có thể luận bàn một chút. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Có thể. Bây giờ hắn cũng muốn tìm người tới luyện một chút. Khô Viên khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp và đánh ra một quyền. Chính là một quyền. Đơn giản, trực tiếp. Dương Diệp không dùng huyền khí, cũng đánh một quyền về phía Khô Viên. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc lại lập tức tách ra, Dương Diệp cùng Khô Viên liên tiếp lui về phía sau. Khô Viên lui lại 10 trượng, Dương Diệp lui lại 15 trượng. Dương Diệp rơi vào hạ phong. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, lực lượng của Khô Viên này làm cho hắn có chút bất ngờ. Cho dù hắn không dùng giới hạn, nhưng một quyền vừa rồi, hắn cũng không giữ lực, nhưng một đòn toàn lực của hắn vẫn rơi xuống hạ phong, Khô Viên mạnh hơn Huyết U rất nhiều. Lúc này, Khô Viên nói, sử dụng một chiêu mạnh nhất của ngươi. Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ, đối phương này đang bảo hắn dùng giới hạn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Khô Viên, sau đó đánh một quyền về phía Khô Viên. Giới hạn. Lực lượng giới hạn. Giây phút đầu nắm tay của Dương Diệp đánh ra, không gian xung quanh đều bị lực lượng ẩn chứa trong nắm đấm hắn làm cho chấn động vặn vẹo. Thật may đây là đại thế giới nên không gian kiên cố khác thường. Nếu như là ở hạ vị diệt, một quyền này của Dương Diệp cũng đủ khiến cho không gian xung quanh vỡ nát. Nhìn thấy một quyền này của Dương Diệp, vẻ mặt Khô Viên trở nên nghiêm trọng, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt, ở trên quyền của hắn đột nhiên che phủ một tầng vải thật dày. Trong phút chốc, một quyền của hắn chợt đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Dương Diệp cùng Khô Viên đồng thời lui ra phía sau. Cùng lúc đó, từ giữa hai người có một sóng khí năng lượng giống như thủy triều bạo phát ra, không gian xung quanh bị công kích, lập tức run rẩy kịch liệt. Qua rất lâu, ở đó mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, Khô Viên trầm giọng nói. Lực lượng này của ngươi rất mạnh. Dương Diệp nói, lực lượng của ngươi cũng rất mạnh. Khô Viên khẽ gật đầu. 3 ngày sau chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng tu luyện. Ở đó, Dương Diệp im lặng, lực lượng thân thể cùng phòng ngự của Khô Viên hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bởi vì một quyền vừa rồi, lực lượng giới hạn của hắn không chiếm được tiện nghi, hắn có thể cảm giác được Khô Viên còn chưa lấy ra hết tất cả sức lực, đối phương vẫn còn giữ lại. Nếu như đối phương lấy ra hết tất cả sức lực, lần giao phong vừa rồi, hắn có khả năng vẫn rơi xuống hạ phong. Rất lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, ở trong thế hệ trẻ của nhân tộc, cơ thể của hắn chắc chắn ít có đối thủ, ở trong yêu tộc này, trong thế hệ trẻ yêu tộc nhất định có rất nhiều tồn tại không kém hơn hắn. Dù sao, đây là một chủng tộc bẩm sinh có ưu thế về thịt trên người. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, chuẩn bị bước vào Hồng Mông Tháp tu luyện. Mà vào lúc này lại có một người đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, nói. Ngươi là... Người kia khẽ cười, nói. Đùa kiểu gì vậy, ngươi lại có thể không nhận ra ta, chúng ta có thể quen biết rất lâu rồi. Quen biết rất lâu. Dương Diệp nhíu mày và liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lắc đầu, nói. Ta xác định không quen biết ngươi. Người hắn quen biết lâu nhất trong yêu tộc chỉ có một, đó chính là Mạt Tiểu Lãnh, người trước mắt này không phải Mạt Tiểu Lãnh. Người kia chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nghe vậy, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Ở trước mặt Dương Diệp là một nữ nhân xinh đẹp, nữ tử xinh đẹp nhìn từ bề ngoài chỉ khoảng 30 tuổi, chân mày lá liễu, mặt như hoa phù dung, ngực lớn. Mông to, thoạt nhìn lại giống như một quả đào chín rất mê người. Mà nữ tử xinh đẹp này là cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp rất lâu, sau đó lắc đầu. Ta quả thật chưa từng gặp qua ngươi. Nữ tử xinh đẹp nhoẻn miệng cười.
Ngươi xác định chưa từng gặp qua ta? Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể xác định. Ta là tộc trưởng của Dương tộc. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên nói. Dương Diệp sửng sốt. Tộc trưởng Dương tộc. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bây giờ hắn là thân phận gì? Đại biểu cho Dương tộc, nhưng hắn lại không quen biết tộc trưởng của Dương tộc, đây không phải trò cười sao? Dương Diệp biết mình bị lộ rồi, hơn nữa còn không có cách nào phản bác, bởi vì hết lần này đến lần khác hắn đã xác định không quen biết đối phương, bị lộ rồi. Một lát, Dương Diệp cười gượng, sau đó nói. Tiền bối muốn thế nào? Muốn thế nào? Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, sau đó nói. Vật nhỏ, ta nên hỏi ngươi muốn thế nào, vì sao giả mạo Dương tộc ta? Dương Diệp nói. Trước đây người khác hỏi ta, ta thuận miệng đã nói là Dương tộc. Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Mỹ phụ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó cười nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Ngươi biết không, khi biết Dương tộc ta có dê bước vào trước bốn của hội vạn tộc, có lẽ thực sự khiến ta kinh ngạc một lúc, nhưng khi ta hỏi thăm mới phát hiện, Dương tộc ta tuyệt đối không có một người nào tên là Tiểu Dương. Cho nên ta quyết định tự mình đến xem, không ngờ được ngươi thật sự không phải là Dương tộc ta. Không thể không nói, ta có chút thất vọng. Nàng dĩ nhiên là thất vọng rồi, nếu như Dương Diệp thật sự là Dương tộc thì sẽ là chuyện tốt của Dương tộc, bởi vì điều này có nghĩa là Dương tộc sắp quật khởi. Nhưng nàng thất vọng, người trước mắt này không phải là Dương tộc. Dương Diệp nói, giả mạo Dương tộc là ta không đúng, tuy nhiên vẫn mong tiền bối tin tưởng, ta không có ác ý với Dương tộc. Mỹ phụ nói, bây giờ ngươi có hai con đường. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, Mỹ phụ nói. Thứ nhất, lập tức dừng tiếp tục sử dụng danh nghĩa Dương tộc ta, đồng thời tuyên bố ngươi không phải là Dương tộc, hành vi của ngươi không bất kỳ quan hệ gì với Dương tộc ta. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Thứ hai, bây giờ nếu như hắn công bố mình không phải là Dương tộc, chuyện phiền toái sẽ rất lớn rất nhiều, cho dù bây giờ hắn có nội đan yêu thần, miễn cưỡng xem như là nửa yêu tộc, nhưng đừng quên hắn thật sự là loài người. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm cho yêu tộc đề phòng hắn. Mục đích của hắn là thánh địa của thần phượng tộc, nếu để cho đối phương đề phòng hắn, đến lúc đó cho dù đi chắc chắn cũng không làm được gì. Thứ hai, nữ tử xinh đẹp cười nói. Đó chính là, người chính là Dương tộc. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp. Có ý gì? Mỹ phụ nói. Ý chính là ta thừa nhận ngươi là Dương tộc, mà lần này ngươi tham gia vào cuộc chiến, cũng chính là đại biểu Dương tộc tham gia vào cuộc chiến, hiểu chưa? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ nói. Dương tộc ta thế yếu, ở trong các tộc của yêu tộc luôn thuộc về tồn tại ở tầng dưới cùng, ngươi có lẽ không biết. Ở Dương tộc chúng ta chỉ có một cường giả luân hồi cảnh là ta. Thế hệ trẻ của Dương tộc chúng ta không đặc biệt xuất sắc. Dưới tình huống này, tất nhiên sẽ bị tộc khác chèn ép. Nhưng nếu như Dương tộc ta xuất hiện một thiên tài, những tộc khác đã từng chèn ép Dương tộc ta hoặc đang suy nghĩ chèn ép Dương tộc ta sẽ phải cân nhắc một chút. Dương Diệp hiểu rõ. Bây giờ hắn thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực đã không thể khinh thường, nếu như hắn thật sự là Dương tộc. Những thế lực kia khác nhất định sẽ không dám tùy ý chèn ép Dương tộc. Nữ tử xinh đẹp này là muốn dùng hắn tới chân áp tộc khác. Lúc này, nữ tử xinh đẹp lại nói. Còn có một mục đích, thế hệ trẻ của Dương tộc ta đều quá nặng nề không có ý chí phấn đấu. Nếu như thế hệ trẻ của Dương tộc ta xuất hiện một thiên tài, không thể nghi ngờ sẽ là một khích lệ đối với bọn họ. Cho nên người muốn tiếp tục giả mạo Dương tộc, ta đồng ý. Nhưng ta muốn nói rõ ràng một điểm. Nếu như ngươi làm ra chuyện có hại cho yêu tộc, ta sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với ngươi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Được. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười. Ta sẽ không nói rõ ràng ngươi là Dương tộc, nhưng cũng sẽ không nói ngươi không phải Dương tộc. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta cũng hy vọng vậy. Dương Diệp nói, Dương tộc cần chính là danh tiếng hắn mang đến, hắn cần chính là một thân phận thích hợp. Giữa hắn cùng Dương tộc xem như là hỗ trợ qua lại đôi bên cùng có lợi. Nữ tử xinh đẹp khẽ gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở Thiên Khung Thành, trên một vài chuyện, ta có thể cho ngươi một ít giúp đỡ, nhưng ta sẽ không giúp ngươi ngoài sáng. Ta hiểu. Dương Diệp gật đầu và nói. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Dương Diệp dường như muốn hỏi cái gì,
nhưng nàng do dự một lúc vẫn không có hỏi, lập tức xoay người rời khỏi phòng tu luyện của Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp nhẹ nhõm, hắn thật ra đoán được nữ tử xinh đẹp muốn hỏi cái gì. Nữ tử xinh đẹp nhất định là muốn hỏi hắn rốt cuộc có phải là yêu tộc không, khi đối phương hỏi như vậy có nghĩa đối phương đoán được thân phận nhân tộc của hắn. Thử nghĩ, nếu như hắn là yêu tộc còn cần phải giả mạo dương tộc sao? Thật may, đối phương không hỏi. Rõ ràng, đối phương cũng muốn để hắn tới nâng cao danh tiếng cho dương tộc. Nữ tử xinh đẹp đi rồi, Dương Diệp lập tức bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Hắn phải lợi dụng một tháng này để luyện kỹ năng lực lượng chấn động vu hồi tới đại viên mãn. Trước đó giao đấu cùng Khô Viên làm cho hắn hiểu rõ, những thiên tài yêu tộc còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, ở dưới tình huống không thể dùng kiếm, lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể của hắn so với những thiên tài yêu tộc đã không có chút ưu thế nào. Phải biết rằng, vừa rồi hắn đã thi triển ra lực lượng giới hạn cũng không có thể chiếm được lợi. Ai có thể sinh ra đã giỏi được. Bây giờ điều mỗi ngày Dương Diệp làm chính là không ngừng vung quyền, sau đó lợi dụng không gian phản chấn lực lượng qua. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua một tháng. Trong một tháng này, Dương Diệp ngoại trừ làm bạn với Hiểu Vũ Tịch ra, thời gian còn lại đều dùng để luyện tập lực lượng chấn động vu hồi này. Trải qua một tháng luyện tập, cho dù lực lượng này của hắn vẫn không đạt được đại viên mãn, nhưng đã có thể hồi chấn 9 phần lực lượng. Bây giờ một quyền hắn đánh vào trên người đối phương, lực lượng của quyền sẽ bởi vì ngũ hành phá giáp quyền và trực tiếp công kích ngũ tạng của đối phương, sau khi lực lượng tiến vào trong cơ thể đối phương, quay về lập tức giống như hồi âm từ trong cơ thể đối phương phản chấn ra ngoài. Bây giờ, nếu để cho cường giả luân hồi cảnh cứng rắn chống lại một quyền của hắn, hắn cũng có thể một quyền đánh cho đối phương thành một bãi thịt nát. Bây giờ hắn lại thêm một chiêu sát thủ. Dương Diệp rời đi phòng tu luyện, lúc này, đám người man sư cùng cuồng cảnh đã chờ ở bên ngoài. Ngày hôm nay là ngày so tài cuối cùng. Cho dù đám người man sư đã bị đào thải, nhưng Dương Diệp vẫn chưa. Làm bằng hữu C Dương Diệp, bọn họ tất nhiên muốn tới cổ vũ động viên tinh thần cho Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Man sư cười nói. Dương Diệp mỉm cười. Cũng không tệ lắm, đại chiến mấy trăm hiệp cũng không có vấn đề. Man sư cười nói. Như vậy thì tốt. Chúng ta đều chờ ngươi đoạt được vị trí thứ nhất. Dương Diệp lắc đầu, nói. Với ta mà nói, chỉ cần trước ba là được. Man sư nói. Như vậy sao được, chúng ta đều đặt ngươi đứng đầu đấy, ngươi không thể để cho các huynh đệ không còn cả vốn đi về chứ. Đúng vậy. Cuồng cảnh rất ít nói chuyện đột nhiên nói. Chúng ta đã đặt hết vốn liếng của mình vào ngươi, nếu như ngươi không được vị trí thứ nhất, sau này chúng ta thật sự phải ăn cỏ. Tất cả đều đặt ta à? Dương Diệp nói. Còn có thể mở thiết đổ cục sao? Đương nhiên. Man sư cười nói. Đây cũng tính là một trò chơi nhỏ, rất nhiều yêu thú đều đang tham dự, bây giờ tỷ lệ đặt cược cho ngươi cao đến dọa người, so sánh giữa bốn người, ngươi là cao nhất, ha ha, bọn họ đều không mấy coi trọng ngươi. Cho dù lúc trước Dương Diệp biểu hiện đặc biệt bắt mắt, nhưng thành tích của Dương Diệp khi lên yêu thần sơn cũng không xuất chúng. Phải nói có chút ảm đạm, cho nên rất nhiều yêu thú cũng không mấy coi trọng hắn. Nếu như không phải biểu hiện của hắn lúc trước vẫn tính là bắt sáng, có khả năng tỷ lệ đặt cược này còn có thể càng cao hơn. Dương Diệp liếc mắt nhìn ba người, sau đó hỏi. Các ngươi thật sự đặt toàn bộ à? Đương nhiên. Man sư cười nói. Tuy nhiên, người cũng không cần thấy áp lực, nhiều lắm chúng ta ăn cỏ mấy năm là được. Thật đấy, đừng quá có áp lực. Dương Diệp đảo mắt. Các ngươi chờ ăn cỏ đi. Man sư bỗng chốc nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi cũng đừng chơi như vậy, thua không có khả năng đơn giản ăn cỏ như vậy đâu. Lần này chúng ta bỏ hết vốn liếng đấy, chúng ta không chỉ đặt tất cả tài sản của mình lên trên người ngươi, còn tìm mượn bằng hữu trong cùng tộc rất nhiều, nếu ngươi thua, sau này yêu tộc sẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân. Bởi vì nợ rất nhiều, chúng ta không trả nổi đâu. Dương Diệp thò một tay ra, nói. Nếu như đạt được vị trí thứ nhất, các ngươi chia phần nửa phần thưởng cho ta. Ngươi quá đen tối. Man sư bỗng chốc lại nhảy dựng lên. Ngươi. Dương Diệp nhún vai, nói. Nếu không đến lúc đó ta có thể nhường. Biểu tình ba người man sư lập tức đau khổ, lúc này Dương Diệp cười ha ha. Đừng làm bộ mặt khổ sở như vậy nữa. Ta không cam đoan là đạt được vị trí thứ nhất, nhưng ta bảo đảm sẽ cố gắng hết sức.
cho dù mục tiêu của hắn chỉ là trước ba, nhưng đánh tới cuối cùng, hắn nhất định sẽ không chịu thua, có thể đạt được vị trí thứ nhất thì hắn tất nhiên sẽ cầm. Tuy nhiên hắn không thể dùng kiếm, bởi vậy hắn không dám bảo đảm. Man sư khẽ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Cố gắng hết sức là được, được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, nhóm người đi tới trên sân luận võ của Thiên Khung Thành. Lúc này, ở đây đã tập trung rất nhiều yêu thú, hôm nay là một trận thi đấu cuối cùng của hội vạn tộc, cũng là ba cuộc tranh tài đặc sắc nhất của hội vạn tộc. Lần này mới là rồng tranh hổ đấu chân chính, mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trên đài luận võ, Cổ Mạt liếc nhìn bốn người Dương Diệp, sau đó nói. Trước trận thi đấu, có gì muốn nói? Bên trái, Khô Viên đi ra. Mục tiêu thứ nhất, âm thanh như sấm khiến phạm vi mấy vạn trượng đều có thể nghe được rõ ràng. Khô Viên, thứ nhất. Ở đó, rất nhiều yêu thú đồng thời hét lên, rõ ràng những yêu thú này sùng bái Khô Viên. Ánh mắt Cổ Mạt rơi vào trên thân Ngôn Linh Tuyết của Thanh Điểu tộc. Ngôn Linh Tuyết khẽ nói. Hoặc là chết hoặc là thứ nhất. Khí phách. Ở đó, người sùng bái của Ngôn Linh Tuyết lập tức điên cuồng hô lên. Một lát sau, Cổ Mạt nhìn về phía Khổ Mạc Tà. Khổ Mạc Tà liếc nhìn Ngôn Linh Tuyết cùng Khô Viên, sau đó nói. Ai cướp thứ nhất, ta giết chết người đó. Nhằm vào người mạnh nhất. Phía dưới, những người sùng bái Khổ Mạc Tà đều hô lên. Rất nhanh, Cổ Mạt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó cười nói. Ta lấy thứ hai. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả yêu thú ở đó sửng sốt, cả Cổ Mạt cũng vậy. Mà vào lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua ba người Khổ Mạc Tà, lại nói. Ai dám thứ nhất? Ở đó, lập tức lặng ngắt như tờ. Ở đó, ánh mắt tất cả yêu thú đều rơi vào trên thân Dương Diệp. Ta lấy thứ nhất, ai dám thứ hai? Không thể không nói. Những lời này rất kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo. Rất nhanh, rất nhiều yêu thú ở đó đều gào kêu. Yêu tộc sùng bái cường giả, tôn kính cường giả, trước đó Dương Diệp thể hiện ra thực lực đã được những yêu thú này tán thành, bởi vậy lúc hắn nói những lời này, không có yêu thú nào cảm thấy hắn đang mở miệng nói ra lời nói ngông cuồng. Dương Diệp dám nói như vậy, điều này đại biểu hắn có lòng tin với thực lực của mình, đặc biệt có lòng tin. Khổ Mạc Tà cùng Ngôn Linh Tuyết. Khô Viên đều liếc nhìn Dương Diệp, ba người bọn họ đều tương đối quen thuộc, nhưng lại không biết gì về Dương Diệp. Dương Diệp ở trong mắt bọn họ có chút thần bí. Tuy nhiên, ba người cũng không e ngại. Đồng thời, bọn họ cũng có lòng tin đối với mình. Trên đài luận võ, Cổ Mạt liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Các ngươi đều có lòng tin vào chính mình, rất tốt. Nhớ kỹ vừa lên đài luận võ, sống chết tự chịu trách nhiệm. Tới đây. Bây giờ rút thăm. Vừa dứt lời, Cổ Mạt phung tay phải lên, một cái hộp màu trắng xuất hiện ở trước mặt bốn người Dương Diệp. Bốn người vung tay phải lên, bốn cột sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bốn người, cột ánh sáng tản đi, bốn chữ số xuất hiện ở đỉnh đầu của bốn người. Đỉnh đầu Dương Diệp là chữ, một Khổ Mạc Tà cũng vậy. Nói cách khác, hắn cùng Khổ Mạc Tà sẽ phân ra một thắng bại. Rất nhanh, trên đài luận võ chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà. Phía xa, Khổ Mạc Tà nhìn về phía Dương Diệp. Để cho ta xem thử, người có thể xông tới cuối hay không? Dương Diệp cười nói. Chúng ta đành phải chờ xem thôi. Khổ Mạc Tà khẽ gật đầu. Người khôi phục bản thể sao? Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Khổ Mạc Tà nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Vậy ta cũng không cần. Hắn thấy, nếu như hắn khôi phục bản thể, Dương Diệp không khôi phục bản thể. Nói vậy cho dù hắn thắng cũng thắng không anh hùng. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi có thể khôi phục bản thể. Ngươi không cần bản thể, ta cũng không cần. Khổ Mạc Tà nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, một khí thế áp lực mạnh mẽ dần dần xuất hiện ở đó, sau đó giống như núi lớn nghiền ép về phía Dương Diệp. Không thể không nói, khí thế kia quả thật rất mạnh, nhưng đối với Dương Diệp, khí thế kia cũng bình thường. Bởi vì hắn gặp quá nhiều khí thế áp lực mạnh hơn vậy nhiều. Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó tiện tay đánh ra một quyền. Khí thế áp lực của Khổ Mạc Tà lập tức trở nên tán loạn, mà lúc này, Khổ Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo có một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên,
Dương Diệp theo bản năng lại đánh ra một quyền. Suy, bành, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà lùi về phía sau trăm trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực của mình, ở đó có một vết máu, mặc dù da không có hoàn toàn vỡ ra nhưng đã rách ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Khổ Mạc Tà, lúc này ở trong tay của Khổ Mạc Tà có thêm một thanh đoản kiếm. Dương Diệp có chút ngây người, bởi vì hắn không ngờ được yêu thú yêu tộc tự nhiên cũng dùng vũ khí. Phải biết rằng cho đến tận bây giờ, những yêu thú hắn gặp phải cơ bản đều dùng nắm đấm. Đúng lúc này, Khổ Mạc Tà đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên ở trên đài luận võ. Nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức rất nhiều yêu thú cũng không nhìn thấy đoản kiếm này. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Giới hạn. Lần này, hắn không thử, mà là trực tiếp sử dụng ra lực lượng giới hạn. Quyền ra, từ đầu nắm tay của Dương Diệp lập tức có một lực lượng cường đại phun mạnh ra ngoài, vào giờ phút này không gian xung quanh Dương Diệp đều run rẩy kịch liệt. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, trên đài luận võ Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà lại tách ra, lần này, Khổ Mạc Tà lùi về phía sau hơn 300 trượng, Dương Diệp chỉ lui không đến trăm trượng. Lần giao phong này, Dương Diệp chiếm thượng phong. Phía xa, Khổ Mạc Tà nhìn tay của mình, lúc này đoản kiếm trong tay hắn đã biến thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, cả cánh tay hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. Im lặng trong chớp mắt, Khổ Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lực lượng thật là mạnh. Dương Diệp khẽ nói. Khôi phục bản thể. Ở Hồng Mông Tháp tu luyện một tháng, bây giờ hắn đã muốn cùng người vui vẻ đánh một trận. Nhưng nếu như Khổ Mạc Tà không khôi phục bản thể, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Khóe miệng Khổ Mạc Tà cong lên có chút hung ác. Không cần. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, cũng không nói nhảm, chân phải lập tức giẫm mạnh xuống mặt đất một cái, mượn lực lượng của mặt đất truyền đến để bắn nhanh về phía Khổ Mạc Tà. Trong không trung, hai người lấy phương thức đơn giản nhất, thô bạo nhất va chạm vào nhau. Hai người vừa va chạm vào nhau, một sóng khí khủng khiếp lại từ chỗ hai người va chạm khuếch tán ra, Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà lập tức bị sóng khí này chấn động cho liên tiếp lui về phía sau, mà vào lúc này, thân hình Dương Diệp lại rẽ rất nhanh, sau đó bắn nhanh về phía Khổ Mạc Tà. Phía xa, Khổ Mạc Tà nhìn thấy Dương Diệp lại lao vọt về phía hắn, vẻ mặt biến đổi, hắn không suy tính nguyên nhân, liên tiếp đánh quyền về phía trước mặt. Một lực lượng cuốn ra ngoài và đánh về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cũng đánh ra một quyền, quyền ra, lực lượng của Khổ Mạc Tà lập tức tán loạn, người sau lại bị chấn động tới liên tục lùi. Lại phía sau, Dương Diệp tất nhiên sẽ không thu tay lại, lập tức xông lên. Cứ như vậy, ở dưới tất cả yêu thú ở đó nhìn chăm chú, Khổ Mạc Tà bị Dương Diệp đánh cho liên tục thất bại, tháo chạy. Áp chế. Lúc này Khổ Mạc Tà đã hoàn toàn bị Dương Diệp dùng nắm đấm áp chế. Nơi nào đó, Khổ Mạc nhìn Dương Diệp trên đài luận võ, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Chỉ có hắn biết Dương Diệp không phải là một yêu thú, mà là một loài người. Một loài người nắm giữ thân thể cường đại như vậy, đây là một chuyện đặc biệt kinh khủng. Đặc biệt lúc này Dương Diệp còn thu được truyền thừa của yêu thần. Có thể tưởng tượng, sau này Dương Diệp sẽ kinh khủng tới mức nào. Dương Diệp không phải là yêu tộc. Đây là chỗ khiến hắn tương đối lo lắng, đương nhiên hắn không phải có ý muốn giết chết Dương Diệp, dù sao Dương Diệp là người được yêu thần nhìn chúng, yêu thần cũng không phải loại người không có đầu óc, chắc chắn sẽ không đưa truyền thừa của mình cho một loài người sẽ gây bất lợi cho yêu tộc. Trên đài luận võ, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Ban đầu, đám yêu thú cảm thấy đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lúc này Khổ Mạc Tà hoàn toàn bị áp chế, gần như đã không có sức đánh trả. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, Khổ Mạc Tà bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Qua khoảng một khắc, trên đài luận võ đột nhiên xuất hiện một khí thế mạnh mẽ, tiếp theo có một con bò cạp màu đỏ cực lớn cao tới gần trăm trượng xuất hiện ở trên đài luận võ. Khôi phục bản thể. Sau khi bị Dương Diệp hoàn toàn đánh ép, Khổ Mạc Tà cuối cùng đã khôi phục lại bản thể. Thật ra mọi người đã dự đoán được, bởi vì nếu như Khổ Mạc Tà không khôi phục bản thể, hắn căn bản không có hy vọng. Khôi phục bản thể thì còn có một đường hy vọng. Trên đài luận võ, Dương Diệp liếc nhìn con bò cạp lớn màu đỏ lớn hơn hắn rất nhiều lần,
Trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động, bắn nhanh về phía con bò cạp lớn màu đỏ này. Đúng lúc này, Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể đột nhiên sử dụng hai chảo lớn của hắn đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không tránh, mặc dù hình thể của hắn nhỏ, nhưng lực lượng của hắn lại không nhỏ. Hắn trực tiếp xem mình thành một quả đạn pháo, sau đó đụng về phía hai chảo lớn. Ầm! Hai người vừa mới tiếp xúc, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể liên tục lùi lại phía sau, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn động bay ra ngoài. Tuy nhiên trong phút chốc, thân hình của Dương Diệp rẽ rất nhanh, sau đó xông về phía Khổ Mạc Tà. Lần này, Dương Diệp ra quyền không phải là quyền bình thường, mà là giới hạn. Lực lượng giới hạn. Lấy cảnh giới cùng thực lực của hắn bây giờ, thì triển giới hạn lực lượng này 10 lần cũng không có vấn đề. Con bò cạp lớn màu đỏ này cố gắng chịu một quyền này của Dương Diệp, nó trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập vào phía trên màn ánh sáng của đài luận võ này, tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh giống như địa chấn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều yêu thú đã ngây người. Bọn họ không ngờ được, sau khi Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể vẫn bị Dương Diệp đánh ép. Dưới đài luận võ, Khô Viên liếc nhìn, sau đó nói với Khổ Mạc Tà. Nếu không thi triển ra con át chủ bài của ngươi, ngươi sẽ phải thất bại. Bất kể là hắn hay Khổ Mạc Tà, thậm chí là Ngôn Linh Tuyết đều có con át chủ bài, Khổ Mạc Tà bây giờ còn chưa dùng tới con át chủ bài, hiển nhiên là muốn giữ lại sử dụng cuối cùng. Nhưng với thế cục bây giờ, nếu như Khổ Mạc Tà không dùng, hắn có khả năng sẽ không cần dùng nữa. Trên đài luận võ, thân hình của Dương Diệp thoáng động, lại lao về phía Khổ Mạc Tà, mà vào lúc này, đuôi bò cạp của Khổ Mạc Tà này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, trong phút chốc trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Dương Diệp theo bản năng đánh ra một quyền. Bành! Đuôi bò cạp của Khổ Mạc Tà lập tức bị đánh bay, nhưng trong mắt hắn lại thoáng cười. Trên đài luận võ, Dương Diệp ngừng lại. Ở trên nắm tay của Dương Diệp có nhiều một vết thương lớn bằng ngón cái, đây dĩ nhiên là do đuôi bò cạp gây ra. Chút vết thương ấy dĩ nhiên không tính là gì với Dương Diệp, nhưng lần này lại khác, bởi vì cánh tay của Dương Diệp đang mục nát với tốc độ rất nhanh. Độc. Phía xa, này Khổ Mạc Tà đột nhiên nở nụ cười. Đây là độc tố chí mạng tinh thuần nhất của ta, tính toán trong vòng 10 năm chỉ có thể thi triển một lần, cho dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không dám tùy ý dính vào, Dương tộc, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, Cổ Mạt phía dưới đột nhiên truyền âm cho Dương Diệp. Nhanh chịu thua đi. Chỉ có Dương Diệp chịu thua, hắn mới có thể bảo Khổ Mạc Tà giao ra giải dược cứu Dương Diệp một mạng. Dương Diệp nhìn xuống Cổ Mạt sau đó mỉm cười, tiếp theo hắn nhìn về phía Khổ Mạc Tà, nói. Độc tố tinh thuần nhất, ngươi cũng thật lợi hại. Đáng tiếc, ta vạn độc bất xâm. Vừa dứt lời, những độc tố này trên cánh tay Dương Diệp đã biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cánh tay của Dương Diệp khôi phục như trước. Ngươi sao có thể như vậy được? Khổ Mạc Tà nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện những độc tố vừa rồi đang bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, vòng xoáy nhỏ lại truyền những độc tố này lại cho hắn mà không giống với trước đây, lúc này những độc tố này xen lẫn với hồng mông tử khí đang nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Sau khi độc tố hồng mông tử khí bị cơ thể hắn hấp thu, khí tức của hắn dần dần tăng lên. Dương Diệp sửng sốt, đây là dấu hiệu muốn thăng cấp à? Thăng cấp? Lúc này, những độc tố xen lẫn hồng mông tử khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng kích thích cơ thể hắn, lấy kinh nghiệm của hắn trước đây, hắn biết đây là dấu hiệu muốn thăng cấp. Dương Diệp không thích ngược lại còn kinh sợ. Nếu như là ở chỗ khác, đây tuyệt đối là chuyện tốt, hắn sẽ tiến vào hồng mông tháp, sau đó xông tới thần giả. Nhưng nơi này là yêu tộc, bây giờ ở trước mắt bao nhiêu người, nếu như hắn thăng cấp thì tuyệt đối sẽ để lộ thân phận nhân tộc của mình. Bây giờ thăng cấp thì tuyệt đối sẽ thất bại trong gang tấc. Áp chế. Dương Diệp vội vàng đưa tâm thần chìm vào trong cơ thể, nói. Vòng xoáy nhỏ, người nhanh thu hồi những năng lượng tinh thuần này đi, bây giờ không thể thăng cấp, thật sự không thể. Im lặng trong chớp mắt, vòng xoáy nhỏ dừng tiếp tục chuyển vận năng lượng tinh thuần về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, còn muốn hút những năng lượng ở trong cơ thể Dương Diệp kích thích thân lễ Dương Diệp đến bên trong hồng mông tháp. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nếu như cảnh giới hắn đột phá thì nhất định sẽ CB bại lộ, quan trọng nhất là đột phá ở đây,
mắt của thiên đạo nhất định sẽ lập tức chạy tới, ở đây không có khả năng là bên trong Hồng Mông Tháp. Hơn nữa, bây giờ đột phá cảnh giới thần giả, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Hắn đến bán thần không lâu, bây giờ hắn cần phải lắng đọng một lát, mà không phải đi đột phá thần giả. Ổn định một chút bao giờ cũng tốt hơn. Cho dù tạm thời không có cách nào đột phá thần giả, nhưng Dương Diệp cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì những năng lượng tinh thuần đều ở bên trong Hồng Mông Tháp, chỉ cần hắn muốn thì có thể lập tức dùng. Ngươi làm sao làm được vậy? Đúng lúc này, Khổ Mạc Tà ở phía xa đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn về phía Khổ Mạc Tà, cười nói. Ta nói rồi, ta bách độc bất xâm. Khổ Mạc Tà nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi thắng. Chịu thua, rất lâu, chịu thua là đáng xấu hổ, nhưng từ rất lâu, chịu thua lại không đáng xấu hổ. Mà bây giờ Khổ Mạc Tà chịu thua chính là không đáng xấu hổ. Bởi vì hắn đã cố gắng hết sức, hắn đã sử dụng ra cả con át chủ bài mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không làm gì được Dương Diệp. Lúc này nếu như vẫn tiếp tục đánh, kết quả chính là bị đánh chết. Cổ Mạc xuất hiện ở trên đài luận võ, hắn liếc nhìn Khổ Mạc Tà cùng Dương Diệp, cuối cùng nói. Dương tộc, tiểu Dương thắng. Vừa dứt lời, rất nhiều yêu thú ở đó lập tức hoan hô, trong đó giọng mấy người man sư là lớn nhất. Dương Diệp là bằng hữu của bọn họ, nhìn thấy Dương Diệp đánh bại Khổ Mạc Tà, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng nhất. Dương Diệp nhìn Cổ Mạc khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi đài luận võ. Một trận chiến này đã thắng lợi, đại biểu hắn đứng vững trước ba. Ban đầu, theo ý của hắn, chỉ cần trước ba là đủ rồi. Nhưng hắn không ngờ được đám người man sư kia tự nhiên đặt hết tất cả gia sản của bọn họ ở trên người hắn. Bây giờ, dù thế nào hắn cũng tranh vị trí thứ nhất này một chuyến. Lúc này, Khô Viên đột nhiên đi tới liếc nhìn Dương Diệp, nói. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Trận chung kết gặp. Khô Viên lắc đầu. Khó lắm. Dương Diệp nói. Thế nào, người không có lòng tin à? Khô Viên cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cứ chờ xem. Khô Viên khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà vào lúc này, Ngôn Linh Tuyết đã đến trước mặt Dương Diệp. Ngôn Linh Tuyết là một nữ tử, dù sao lấy ánh mắt một loài người của Dương Diệp vẫn thấy được gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là hai chân của Ngôn Linh Tuyết còn dài hơn so với nữ tử bình thường rất nhiều, nhưng lại không có vẻ gò quái lạ, trái lại có vẻ rất đẹp. Ngôn Linh Tuyết liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Trước đây ta chưa từng nghe qua về ngươi. Khiêm tốn. Dương Diệp cười nói. Tộc trưởng nói, Dương tộc chúng ta yếu thế nên phải khiêm tốn một chút. Khiêm tốn. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu. Chúng ta gặp trong trận chung kết. Nói xong, nàng xoay người đi về phía trên đài luận võ. Gặp ở trận chung kết. Dương Diệp liếc nhìn Ngôn Linh Tuyết, nữ nhân này thật là tự tin. Hắn không biết thực lực của nữ nhân này thế nào, nhưng hắn từng lĩnh giáo qua thực lực của Khô Viên. Thực lực của đối phương thật sự không tệ, ít nhất ở trên phương diện lực lượng nhất định phải vượt xa Khổ Mạc Tà. Nhưng, nữ nhân này lại vẫn tự tin như vậy. Không đơn giản. Trên đài luận võ, sau khi Cổ Mạc tuyên bố bắt đầu, Khô Viên cùng Ngôn Linh Tuyết lập tức bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên hai người đều không khôi phục bản thể, mà lấy phương thức hình người để chiến đấu. Thử. Bây giờ, hai người đều đang thử thăm dò, tuyệt đối không phải là hành động thật sự. Dương Diệp lắc đầu, nói thật ra, hắn rất không thích cách chiến đấu này. Hắn vừa chiến đấu với Khổ Mạc Tà, mặc dù hắn không có dùng hai con át chủ bài lớn nhất, nhưng, hắn cũng không thử, lại trực tiếp sử dụng giới hạn cơ thể tiến hành điên cuồng tấn công. Cho nên hắn cùng Khổ Mạc Tà chiến đấu không đến nửa canh giờ đã kết thúc. Nhưng bây giờ, Ngôn Linh Tuyết chiến đấu cùng Khô Viên, sợ rằng sẽ phải đánh mấy canh giờ. Dương Diệp lắc đầu, ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu lợi dụng Hồng Mông tử khí chữa trị thân thể của mình. Trước đó đánh với Khổ Mạc Tà một trận, hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng thân thể, bây giờ cơ thể đã có chút mệt mỏi, hắn cần phải nhanh chóng làm cho thân thể mình khôi phục, bởi vì tiếp theo, hắn còn có một trận chiến cần đánh. Nếu như có thể dùng kiếm, nói thật bất kể là Khô Viên hay Ngôn Linh Tuyết cũng chỉ là chuyện một kiếm đối với hắn. Nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn không thể dùng kiếm. Qua khoảng một canh giờ sau, Ngôn Linh Tuyết chiến đấu với Khô Viên trên đài luận võ càng lúc càng kịch liệt, rõ ràng, hai bên đã muốn chơi thật. Dương Diệp mở mắt nhìn về phía trên đài luận võ,
nhìn một hồi, hắn phát hiện Ngôn Linh Tuyết quả thật không đơn giản, tốc độ thân pháp của Ngôn Linh Tuyết cũng không phải quá nhanh, nhưng lại rất kỳ lạ. Nàng thoát ẩn thoát hiện giống như một tia u hồn, khi thì xuất hiện ở đây, khi thì xuất hiện ở kia, điều này làm cho được lực lượng của Khô Viên căn bản không có cách nào đánh trúng nàng. Mà nàng ra tay cũng không đơn giản, nàng chú trọng không phải lực lượng, mà là điểm yếu hại, gần như mỗi lần ra tay đều trực tiếp công kích vào chỗ yếu hại của Khô Viên, điều này làm cho Khô Viên chiến đấu cũng kinh hồn bạt vía, bởi vì chỉ cần hắn bị đánh trúng một lần, không chết cũng phải tàn. Nhìn rất lâu, Dương Diệp lắc đầu. Khô Viên thất bại, bên cạnh Dương Diệp, Man Sư không hiểu. Vì sao, ngươi xem lực lượng của Khô Viên rất mạnh, Ngôn Linh Tuyết vẫn luôn tránh. Dương Diệp nói. Thoạt nhìn là Khô Viên chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra Khô Viên bây giờ luôn có nguy cơ, có chút không chú ý sẽ bị một đòn của nữ nhân này làm mất mạng. Nữ nhân này thật không đơn giản, nàng hiểu được cách đón giải trốn ngắn, càng hiểu được cách tỏ ra thế yếu dụ địch, đây hoàn toàn chính là cách loài người thường sử dụng. Loài người. Man Sư ngẩn người, sau đó nói. Ngươi không nói ta còn không phát hiện ra, ngươi vừa nói ta lại thấy ngươi cũng có chút giống loài người đấy. Dương Ngô Diệp nheo mắt, nói. Sao lại nói vậy? Man Sư nói. Bởi vì có lúc ngươi ra tay lại giống như Ngôn Linh Tuyết vậy, thích tìm nhược điểm của ca đối phương. Tuy nhiên ngươi chắc chắn không phải loài người sao có thể có thân thể cường đại như ngươi vậy? Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Trên đài luận võ, cuộc chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lúc này Khô Viên rõ ràng không nương tay, từng quyền đều mạnh hơn, bây giờ mỗi lần nắm đấm của Khô Viên chém ra, còn mạnh hơn lúc Dương Diệp sử dụng lực lượng giới hạn rất nhiều. Lúc này, không gian trên đài luận võ đều bị nắm đấm của Khô Viên làm cho chấn động mãnh liệt. Nhưng Ngôn Linh Tuyết lại giống như một con bướm lượn qua bụi hoa, nhiều lần tránh được nắm đấm của Khô Viên, đồng thời thỉnh thoảng dành cho Khô Viên một đòn chí mạng. Bởi vậy, lúc này Khô Viên lại có vẻ chật vật hơn. Dưới đài, Dương Diệp im lặng, lực lượng, nếu như quá chú trọng lực lượng, không chú trọng kỹ xảo, vậy có khả năng bị người dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân. Giống như lúc này, Khô Viên đã bị Ngôn Linh Tuyết dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân. Bất kể là lực lượng, hay là kỹ xảo, thậm chí tốc độ đều phải chú trọng, trừ khi ngươi có thể làm đến mức tận cùng, ví dụ như lực lượng, nếu như có thể làm được một quyền đánh nát mảnh không gian này. Vậy không cần phải nói, kỹ xảo cùng tốc độ gì đó ở trước mặt lực lượng này tuyệt đối không đáng kể tới. Nhưng nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể là bi kịch. Sau một khắc, theo một đòn của Ngôn Linh Tuyết đánh vào trước ngực của Khô Viên trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà lúc này, Ngôn Linh Tuyết trực tiếp xông lên, sau đó công kích mạnh mẽ đối với Khô Viên một trận. Ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Khô Viên cuối cùng bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Mà hắn còn chưa đứng lên, Ngôn Linh Tuyết lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó tay ngọc để ở giữa chân mày của Khô Viên. Khô Viên thất bại. Ngôn Linh Tuyết thu bàn tay về, nói. Ngươi quá chú trọng lực lượng mà quên đi kỹ xảo, nếu là kiếm tu trong truyền thuyết loài người, kiếm tu có thể một kiếm phá vạn pháp, ngươi chết thế nào cũng không biết. Một kiếm phá vạn pháp. Khô Viên trầm giọng nói. Ngươi gọi đây là một kiếm phá vạn pháp sao? Ngôn Linh Tuyết lắc đầu. Không phải, tuy nhiên ta đang học. Khô Viên im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta hiểu được, chúc mừng ngươi. Lúc này, Cổ Mạt xuất hiện ở trên đài luận võ, nói. Thanh điểu tộc, Ngôn Linh Tuyết thắng. Phía dưới, rất nhiều yêu thú lập tức bắt đầu hoan hô, trong đó thanh điểu tộc hoan hô lớn nhất, tiếng hô xông thẳng lên trời. Cổ Mạt khẽ gật đầu, nói. Nghỉ ngơi một chút. Hai canh giờ sau sẽ là một trận so tài cuối cùng. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó đi xuống đài luận võ. Bên cạnh Dương Diệp, Man Sư nói. Tiểu Dương, nữ nhân này không đơn giản, ngươi có nắm chắc không? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Hẳn phải có. Man Sư. Chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua hai canh giờ, Dương Diệp cùng Ngôn Linh Tuyết xuất hiện ở trên đài luận võ. Cổ Mạt liếc nhìn Dương Diệp cùng Ngôn Linh Tuyết, nói. Cho dù quyền cước không có mắt, nhưng các người đều là thiên tài của yêu tộc ta hy vọng mọi người có thể điểm đến là dừng. Nói xong, hắn cố ý liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp rất thần bí, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa, trước đây yêu thần cũng coi trọng Dương Diệp như vậy, cho nên hắn càng coi trọng Dương Diệp hơn. Dương Diệp khẽ gật đầu,
chỉ là so tài, hắn tất nhiên sẽ không ra tay giết chết, hắn cũng không phải là mất trí. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Ngôn Linh Tuyết không xuống tay muốn giết hắn. Nguyên tắc làm người của hắn là người khác đối với hắn thế nào, hắn đối với người khác như thế. Đối diện Dương Diệp, Ngôn Linh Tuyết thoáng động cổ tay, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nói. Đến đây đi. Dương Diệp ngẩn người. Ngươi cần vũ khí. Ngôn Linh Tuyết nói. Ngươi cũng có thể sử dụng. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không. Ngôn Linh Tuyết đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Bây giờ thì có. Dương Diệp nhìn kiếm trước mặt, sửng sốt một hồi lâu, sau đó hắn cầm thanh kiếm kia, nói. Cái này ta lại có chút ngượng ngùng. Bất ngờ, đặc biệt bất ngờ. Dương Diệp thật sự không ngờ được Ngôn Linh Tuyết sẽ đưa hắn một thanh kiếm, hắn cũng có chút nghi ngờ liệu có phải đối phương đã phát hiện ra thân phận của hắn không. Lúc này, Ngôn Linh Tuyết đột nhiên lại nói. Ta xem qua tay của ngươi, ngươi cũng am hiểu sử dụng kỹ xảo. Cho nên đến đây đi, cho ta xem thử người học được mấy phần từ loài người. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó bấm tay bắn ra, thanh kiếm trong tay hắn bay trở về đến trước mặt Ngôn Linh Tuyết, nói. Không biết dùng. Hắn dĩ nhiên không thể dùng kiếm ở đây, một khi dùng kiếm, thân phận nhất định sẽ bị lộ, ít nhất thân phận của kiếm tu nhất định sẽ bị lộ. Những cường giả yêu tộc này không có khả năng là người mù, nếu như hắn không dùng kiếm. Đối phương chắc chắn không nhìn ra hắn là một tên kiểm tu, nhưng nếu như hắn dùng kiếm, cho dù giấu giếm thế nào, chắc chắn cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn là kiếm tu, một khi dùng kiếm thì khí chất toàn thân đều sẽ khác. Cho nên, kiếm này nhất định là không thể dùng. Ngôn Linh Tuyết dùng tay ngọc ngăn cản, trường kiếm chỉ nghiêng xuống mặt đất, nàng nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Ra tay đi. Dương Diệp cũng không khách sáo. Chân phải lập tức chợt dẫm xuống mặt đất một cái, cả người giống như một quả đạn pháo bắn nhanh về phía Ngôn Linh Tuyết. Lúc này, Ngôn Linh Tuyết phía Kra đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người giống như nhập định. Khi Dương Diệp đi tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết, đánh một quyền về phía Ngôn Linh Tuyết, Ngôn Linh Tuyết không đi phòng ngự một quyền này của Dương Diệp, mà đột nhiên ra kiếm, đâm thẳng tới trước ngực Dương Diệp, kiếm cực nhanh, cực xảo quyệt, lại giống như con rắn độc đang phẫn nộ xuất kích. Cho dù Dương Diệp có lòng tin đối với phòng ngự của mình, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức dùng cơ thể đi cứng rắn đỡ kiếm của đối phương. Đối phương biết phòng ngự thân thể của hắn, nhưng đối phương còn dám ra kiếm, điều này chứng minh đối phương cũng có lòng tin đối với kiếm của mình. Cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm. Dương Diệp thu quyền, thuận thế hóa trưởng vỗ một cái xuống phía dưới, cái vỗ này trực tiếp vỗ vào trên thân kiếm của Ngôn Linh Tuyết, thân kiếm chấn động mạnh, trực tiếp thay đổi thế kiếm, mà lúc này Dương Diệp hóa trưởng thành quyền, trực tiếp công kích tới trước ngực Ngôn Linh Tuyết. Mà Ngôn Linh Tuyết phản ứng cũng không chậm, cổ tay lập tức chuyển động, kiếm trong tay nàng lập tức giống như vẽ một đường tròn cắt nghiêng về phía tay của Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không thu quyền, nắm đấm của hắn sẽ đánh trúng trước ngực Ngôn Linh Tuyết, nhưng kiếm của Ngôn Linh Tuyết có thể sẽ chẻ cánh tay hắn thành hai nửa. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên thu lại phía sau, sau đó đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, cùng lúc đó tay phải hắn co lại phía sau, sử dụng cổ tay trực tiếp kẹp lấy kiếm của Ngôn Linh Tuyết, mà khi Ngôn Linh Tuyết muốn thuận thế cắt tới, chân phải của Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh một cái, toàn thân hắn trực tiếp đánh vào trên thân Ngôn Linh Tuyết. Bành! Theo một tiếng va chạm vang lên, Ngôn Linh Tuyết trực tiếp bị Dương Diệp đụng lùi lại ngoài trăm trượng. Không hề nghi ngờ, lần này là Dương Diệp chiếm thế thượng phong. Dương Diệp cũng không hề dừng tay, mà cơ thể thoáng di chuyển thẳng tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết. Mà vào lúc này, Ngôn Linh Tuyết đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã sau lưng hắn, cùng lúc đó có một thanh kiếm đâm thẳng vào phía sau lưng của hắn. Sắc mặt Dương Diệp không đổi, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cơ thể xoay tròn, sau đó đánh một quyền về phía trước mặt. Lần này, hắn lựa chọn cứng đối cứng, hắn muốn xác định uy lực kiếm của Ngôn Linh Tuyết. Quyền và kiếm va chạm vào nhau, trong phút chốc, Ngôn Linh Tuyết cùng Dương Diệp lập tức liên tục lui lại. Rất nhanh, hai bên ngừng lại. Dương Diệp lui hơn 300 trượng, mà Ngôn Linh Tuyết lại lui không đến 200 trượng. Phía xa, Dương Diệp nhìn cánh tay của mình, lúc này hắn phát hiện cánh tay của mình tự nhiên có chút tê dại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Linh Tuyết, hắn vẫn cho là kiếm của Ngôn Linh Tuyết đi theo con đường sắc bén, nhưng hắn không ngờ được đối phương căn bản không phải đi theo hướng sắc bén,
mà là lực lượng. Càng không ngờ tới lực lượng của Ngôn Linh Tuyết mạnh mẽ như vậy. Trước đó, Ngôn Linh Tuyết giao đấu cùng Khô Viên, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của Khô Viên này, Ngôn Linh Tuyết vẫn sử dụng phương thức tránh né, bởi vậy làm cho người ta có một loại ảo giác, đó chính là lực lượng của nàng chắc chắn rất yếu. Nhưng cảnh tượng như vậy làm cho đám yêu thú biết, lực lượng của nàng không chỉ không kém, trái lại còn rất mạnh. Tay ngọc của Ngôn Linh Tuyết thoáng động. Trường kiếm chỉ nghiêng trên mặt đất. Trước đây ta từng đi từng một chuyến tới nhân vực, ở nơi đó, ta gặp được cường giả nhân tộc. Chúng ta so với nhân tộc có một ưu thế bẩm sinh, đó chính là cơ thể. Nhưng nhân tộc lại chiếm ưu thế hậu thiên so với chúng ta. Bọn họ hiểu được học tập, hiểu được sáng tạo. Bọn họ sáng tạo ra một ít huyền kỹ mạnh mẽ, cho dù là cơ thể của chúng ta cũng không chịu được. Bọn họ sáng tạo ra một ít kỹ xảo, sẽ khiến cho lực lượng của bọn họ còn xa mới bằng chúng ta, lại có thể chiến thắng chúng ta. Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Bất kể là ngươi hay Khô Viên, các ngươi đều quá mức chú trọng lực lượng thân thể, đây là ưu điểm của các ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm của các ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói rất đúng, chỉ chú trọng lực lượng là không đủ. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi đi từng nhân tộc, nói cách khác ngươi đã giao đấu cùng thiên tài của nhân tộc. Đối thủ của ngươi là kiếm tu sao? Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu. Ngươi từng nghe nói về kiếm thần các chưa? Kiếm thần các? Dương Diệp sửng sốt, hắn đương nhiên từng nghe nói về kiếm thần các, đây chính là thế lực do kiếm vô cực năm đó sáng lập ra. Nghiêm khắc mà nói, hắn chính là các chủ của kiếm thần các. Tuy nhiên, kiếm thần người ta có thừa nhận hắn là các chủ hay không thì không biết. Thật ra, hắn tuyệt đối không có suy nghĩ gì đối với kiếm thần các. Những người đó phục tùng kiếm vô cực, nhưng chắc chắn sẽ không phục tùng hắn, điều này cũng là bình thường, bất kể là kinh nghiệm, lý lịch hay là thực lực, hắn đều không có tư cách khiến người ta phục tùng. Nếu như hắn thật sự nghĩ dựa vào kiếm thần ấn là có thể thu phục kiếm thần các, vậy khó tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Điều này cũng giống như Dương gia vậy, hắn không ôm ấp ảo tưởng về những thứ không thuộc về chính mình. Giống như Dương gia đặc biệt lợi hại, nhưng điều này không có nghĩa là hắn lợi hại. Hắn tin tưởng chắc chắn một điểm chính là thực lực, chỉ cần Dương Diệp hắn đủ mạnh mẽ, đủ ưu tú, đến lúc đó, không phải hắn đi tranh thế tử, hoặc các chủ kiếm thần các, mà là Dương gia cầu hắn đi làm thế tử, kiếm thần các đi cầu hắn trở lại làm các chủ. Nhưng nếu như không có thực lực, cho dù làm tới thế tử cùng các chủ gì đó, cũng sẽ bị người ta giết chết. Dựa vào mình mới là vương đạo. Phía xa, Ngôn Linh Tuyết lại nói. Nhân tộc cho dù không đoàn kết bằng yêu tộc ta, nhưng trong nhân tộc có nhân tài xuất hiện vô số, một khi bọn họ đoàn kết lại đó là một chuyện đặc biệt đáng sợ. Đúng rồi, nghe nói trong nhân tộc lại xuất hiện một nhân vật thiên tài, người này gọi là Dương Diệp, người từng nghe nói chưa? Dương Diệp. Dương Diệp hơi sửng sốt, sau đó nói. Cái đó, từng nghe nói một chút. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, nói. Nghe đồn người này từ hạ vị diện xông lên đại thế giới. Hơn nữa còn giết 5 tên cường giả luân hồi cảnh trên đại thế giới, nếu như chuyện này là thật, vậy người này khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên có yêu thú yêu tộc tức giận nói. Các ngươi còn đánh nữa hay thôi? Đánh, nhanh đánh đi. Hai người này không phải là coi trọng nhau chứ? Nghe thấy những yêu thú nói vậy, Dương Diệp nhìn về phía Ngôn Linh Tuyết, cười gượng, nói. Chuyện liên quan tới Dương Diệp. Chúng ta nói tới lần sau vậy, đến đây đi. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, trong phút chốc, nàng trực tiếp biến mất, tiếp theo, mấy đường ánh sáng lạnh hiện lên hình chữ thập đan sen, cắt về phía Dương Diệp. Ngôn Linh Tuyết không phải là kiếm tu, nàng không có kiếm ý, nhưng lực lượng thanh kiếm của nàng lại rất mạnh, còn mạnh hơn một vài kiếm tu nắm giữ kiếm ý. Có thể nói, kiếm của Ngôn Linh Tuyết có chút khác loại. Tuy nhiên, chống lại kiếm tu hàng thật giá thật như Dương Diệp. Vậy chỉ có thể nói nàng xui xẻo. Ngôn Linh Tuyết học tập một kiếm phá vạn pháp, bản thân Dương Diệp chính là kiếm tâm thông minh, cho nên đối phương muốn lấy phương thức tìm sơ hở tới đánh bại hắn, vậy không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, lực lượng toàn thân đều tập trung trong tay, trong phút chốc, hắn chợt xoay người đánh một quyền về phía trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Bởi vì hai đường ánh sáng lạnh kia cùng Ngôn Linh Tuyết ở trước mặt Dương Diệp lại xoay người ra quyền,
đầu Dương Diệp bị rơi hỏng rồi sao? Đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả yêu thú lúc này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Bởi vì Ngôn Linh Tuyết vốn ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, cũng chính là trước mặt Dương Diệp lúc này, mà lúc này, nắm đấm của Dương Diệp vừa vặn đi tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết, Ngôn Linh Tuyết lại giống như cố ý lao tới đầu nắm tay của Dương Diệp vậy. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Ngôn Linh Tuyết trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp chợt giẫm chân phải một cái, toàn thân hắn bắn ra nhanh như điện chớp, lập tức đi tới trước mặt Ngôn Linh Tuyết còn đang ngã. Sau đó vào lúc người này chưa kịp phản ứng đã trực tiếp điểm một cái ở mi tâm của nàng. Tất nhiên một điểm này không dùng lực. Ở đó hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bởi vì Ngôn Linh Tuyết thua. Thua quá đột ngột, thua mà chẳng biết tại sao. Trước mặt Dương Diệp, Ngôn Linh Tuyết nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Vì sao? Nàng dĩ nhiên muốn hỏi vì sao lúc trước Dương Diệp có thể biết nàng sẽ tấn công hắn từ phía sau. Dương Diệp thu tay về, cười nói. Trực giác, ngươi tin không? Không tin. Ngôn Linh Tuyết nói. Dương Diệp nói. Những điều này đều không quan trọng. Hắn dừng lại một lát lại nói. Thực lực của ngươi không tệ, chỉ là việc tìm sơ hở vẫn không được thuần thục, cần phải luyện tập nhiều hơn, nếu không sẽ dễ dàng bị người tìm đường phản lại. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi nhìn thấu ý đồ của ta. Dương Diệp mỉm cười nhưng không nói gì. Mà nhìn về phía cổ mạt, người sau khẽ gật đầu, sau đó tuyên bố. Dương tộc, tiểu Dương thắng. Nghe thấy cổ mạt nói vậy, đám người man sư phía dưới nhất thời điên cuồng kêu gào, dáng vẻ hưng phấn này giống như chính bọn họ được vị trí đứng đầu vậy. Gào. Mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, một con rồng lớn màu trắng bạc đột nhiên chui ra khỏi tầng mây, con rồng màu trắng bạc này lớn vô cùng, ít nhất phải dài vạn trượng. Sau khi nó xuất hiện, một uy áp khủng khiếp xuất hiện ở đó, tuy nhiên tuyệt đối không nhằm vào những yêu thú phía dưới, ngay cả như vậy, rất nhiều yêu thú phía dưới vẫn có cảm giác không thở nổi. Thiên Long tộc, Cổ Ứng Long. Bên cạnh Dương Diệp, Ngôn Linh Tuyết trầm giọng nói. Cổ Ứng Long. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, lúc này, con rồng trắng bạc kia đột nhiên mở miệng. Ai là người đứng đầu hội vạn tộc? Tất cả ánh mắt yêu thú rơi vào trên người của Dương Diệp. Mắt của con rồng trắng bạc rơi vào trên người của Dương Diệp, sau đó nói. Để ta xem thử người đứng đầu hội vạn tộc năm nay là người thế nào. Vừa dứt lời, một long uy trực tiếp nghiền ép về phía Dương Diệp bên dưới. Nhìn thấy đối phương trực tiếp ra tay, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cả đời này hắn ghét nhất là người khác thích thể hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp dĩ nhiên không chịu yếu thế, chân phải lập tức giẫm mạnh. Xuống mặt đất một cái, cả người hóa thành một cột ánh sáng phóng lên. Cao. Trong không trung, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, Dương Diệp đánh ra một quyền ra, luồng long uy cường đại trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh nát. Tiếp theo, tốc độ của Dương Diệp không giảm lao về phía cổ ứng long ở trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả yêu thú phía dưới đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ được Dương Diệp này cũng dám ra tay với Cổ Ứng Long. Cổ Ứng Long là ai? Đây chính là một trong bốn người đỉnh phong nhất của thế hệ trẻ ở yêu tộc, ở trong lòng tất cả yêu thú, đám người Cổ Ứng Long chính là truyền thuyết. Vì sao hội vạn tộc không để bọn họ tham gia? Đó là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, những yêu thú ở đó không ngờ được Dương Diệp cũng dám chủ động xuất kích đối với Cổ Ứng Long. Tự tin, cuồng vọng. Phía chân trời, con rồng lớn màu trắng bạc này nhìn thấy một quyền của Dương Diệp đánh nát long uy của hắn, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, rõ ràng hắn không ngờ được Dương Diệp dễ dàng lại đánh nát long uy của hắn như trở bàn tay. Khi thấy Dương Diệp lao vọt về phía hắn, mắt rồng rất lớn của hắn lập tức lạnh xuống. Trong đó có sát ý lạnh lẽo. Uy nghiêm của long tộc không cho phép khiêu khích. Dương Diệp này làm vậy, không thể nghi ngờ là đang khiêu khích uy nghiêm của hắn. Theo một tiếng gầm thét giận dữ vang lên ở phía chân trời, một long chảo từ trong tầng mây kia chui ra, sau đó nặng nề rơi về phía Dương Diệp bên dưới. Một chảo này giống như thần chảo diệt thế, trong đó mang theo lực lượng khủng khiếp làm cho đám yêu thú cảm thấy trời sắp sập vậy. Phía dưới, vẻ mặt đám người man sư rất trở nên căng thẳng. Dương Diệp có thể ngăn cản được một chảo này không? Phía chân trời,
Dương Diệp không hề né tránh, tốc độ không giảm mà lại tăng lên, khi đi tới cách long chảo kia có nửa trượng, tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, vào giờ phút này lực lượng toàn thân nhanh chóng tập trung ở trong quyền. Trong phút chốc, Dương Diệp chợt đánh ra một quyền. Ngũ hành phá giáp quyền. Khi nhìn thấy con rồng lớn này, Dương Diệp biết lực lượng giới hạn căn bản không có sử dụng đối với đối phương, bởi vậy hắn dứt khoát sử dụng ra ngũ hành phá giáp quyền. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử uy lực ngũ hành phá giáp quyền của mình. Trong lông chung, quyền và chảo va chạm vào nhau. Ầm! Một tiếng nổ lớn rung trời vang vọng, ngay sau đó tất cả không gian phía chân trời đột nhiên run rẩy kịch liệt, dường như muốn nổ tung vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người. Mà ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả yêu thú, những vảy rồng cứng rắn trên long chảo trực tiếp rạn nứt ra, sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rất nhỏ từ phía chân trời rơi xuống. Cùng lúc đó, long chảo kia trực tiếp bị một quyền của Dương Diệp kia đánh cho rụt trở lại. Tất cả yêu thú hóa đá ở tại chỗ. Lần này giao phong, cổ ứng long thất bại sao? Không chỉ những yêu thú, trong mắt cổ mạt phía dưới cũng đầy vẻ khó tin, lúc trước, hắn đã chuẩn bị ra tay cứu Dương Diệp. Cho dù Dương Diệp mạnh mẽ, nhưng hắn thấy, Dương Diệp và thiên tài tuyệt thế của yêu tộc chắc chắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phải biết rằng, loại thiên tài cấp bậc như cổ ứng long vậy, đừng nói là ở yêu tộc, cho dù là ở tất cả đại thế giới cũng có thể xếp thứ hạng trên. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ như vậy. Cổ mạt hít sâu một hơi. Người này tuyệt đối không phải là loài người bình thường, không trách được yêu thần nhìn chúng. Phía chân trời. Làm càn. Lúc này, trong tầng mây phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của cổ ứng long, trong giọng nói xen lẫn lửa giận vô cùng. Ở trước mặt tất cả yêu thú bị một quyền của Dương Diệp đánh nát mảnh vảy của mình, không thể nghi ngờ cổ ứng long không có cách nào tiếp nhận. Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới không ngoài việc thích làm màu lại thất bại. Phía chân trời, cổ ứng long tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định, thân thể hắn chắn ngang, một đuôi rồng rất lớn nhanh chóng hiện ra từ trong tầng mây kia, sau đó mang theo uy áp vô tận quét về phía Dương Diệp bên dưới. Dưới cơn thịnh nộ, cổ ứng long không nương tay, đuôi rồng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị quét tới vặn vẹo. Đại thế giới có không gian kiên cố làm sao, có thể quét cho không gian vặn vẹo biến hình. Có thể thấy được lực lượng của nó đã khủng khiếp đến trình độ nào. Không chung, khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác, nói đến một đấu một thì ở trong thế hệ trẻ, cả đời này hắn còn chưa thật sự sợ ai đâu. Dương Diệp chợt giẫm chân phải một cái vào không chung, cả người bắn lên, trực tiếp lao về phía đuôi rồng này. Lúc này, kỹ xảo gì đó đều không có ích lợi gì, bởi vì lực lượng này của cổ ứng long đặc biệt mạnh mẽ, ở dưới tình huống không thể dùng kiếm. Muốn cùng kỹ xảo tới đánh bại đối phương thì không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đánh chính diện. Không chung, tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Vẫn là ngũ hành phá giáp quyền, tuy nhiên hắn cũng chưa dùng tới chiêu lực lượng hồi chấn do Tiểu Thiên dạy cho hắn, chỉ đơn thuần là ngũ hành phá giáp quyền. Sở dĩ không sử dụng lực lượng hồi chấn, là bởi vì dưới tình huống không thể dùng kiếm, không thể nghi ngờ chiêu đó là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Còn át chủ bài thì phải sử dụng ở thời điểm quan trọng mới được. Khi tất cả yêu thú nhìn chăm chú, nắm đấm của Dương Diệp va chạm vào đuôi rồng của cổ ứng long. Âm! Trong không trung, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, ngay sau đó thấy Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng đuôi rồng của cổ ứng long cũng bị Dương Diệp đánh cho bắn nhanh như điện bắn về. Cùng lúc đó, rất nhiều vảy rồng màu trắng bạc trên đuôi rồng này không ngừng chóc ra, sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Tất cả yêu thú cảm thấy đầu óc đã trống rỗng. Nói đến long tộc, mọi người chắc chắn nghĩ đến lực lượng, phòng ngự trước tiên. Lực lượng cùng phòng ngự long tộc tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vậy, cho dù thiên long tộc không dám nói mình có phòng ngự cùng lực lượng mạnh nhất trong tất cả các tộc của yêu tộc, nhưng bọn họ tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Mà cổ ứng long này làm thiên tài đứng đầu thiên long tộc, vậy phòng ngự càng không thể nghi ngờ. Nhưng ngày hôm nay, phòng ngự của cổ ứng long lại bị một kẻ đến từ Dương tộc phá. Hơn nữa còn phá dễ dàng như vậy. Phía chân trời, Dương Diệp ngừng lại, sau đó hắn lập tức lại lao về phía cổ ứng long. Lúc này, ý chí chiến đấu của Dương Diệp đã tăng cao. Trước đó, bất kể là chiến đấu cùng Khổ Mạc Tà, hay Ngôn Linh Tuyết, hắn đều không có tận hứng, lúc này hắn muốn vui vẻ chiến đấu một trận. Trong tầng mây, lúc này cổ ứng long vừa sợ lại vừa giận.
hắn thật sự không ngờ được người đứng đầu hội vạn tộc tự nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn đương nhiên biết rõ phòng ngự của bản thân mình có thể cứng rắn chống lại tấn công của cường giả luân hồi cảnh. Nhưng lúc này lại bị một kẻ đến từ Dương tộc phá. Lúc này, cho dù hắn vô cùng phẫn nộ nhưng còn chưa đánh mất lý trí, hắn biết mình gặp phải đối thủ, cũng biết trước đó mình quá khinh địch. Rất nhanh, trong tầng mây, thân hình rồng lớn run lên, sau đó biến mất, ngay sau đó, một nam tử trên người mặc trường bào màu trắng bạc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hình thể lớn có lúc là ưu thế, nhưng có lúc lại là tình thế bất lợi. Bởi vì quá lớn sẽ trở thành mục tiêu sống. Cổ ứng long không nói nhảm, cơ thể thoáng di chuyển, trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Khi đi tới trước mặt Dương Diệp, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, trên nắm tay trải rộng mảnh vảy màu trắng bạc. Lần này không chỉ có mảnh vảy, còn có một tầng hơi mỏng ánh sáng màu trắng bạc. Dương Diệp cũng không hề né tránh, lại trực tiếp đánh ra một quyền. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một sóng khí lực lượng khủng khiếp lại chợt bạo phát ra. Sau đó khiến Dương Diệp cùng cổ ứng long chấn động liên tục lui lại. Lần này, mảnh vảy trên nắm tay cổ ứng long cũng không biến mất, nhưng ánh sáng lấp lánh trên những vảy màu trắng bạc trước đó đã biến mất. Phía xa, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, lúc này, nắm đấm của hắn có chút tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ ứng long, không thể không nói, thực lực của cổ ứng long cũng không tệ lắm. Cho dù hắn thi triển ngũ hành phá giáp quyền, nhưng hắn vẫn chưa sử dụng ngũ hành phá giáp quyền trực tiếp công kích ngũ tạng của đối phương, mà lợi dụng ngũ hành phá giáp quyền tới phá giáp. Nếu như trực tiếp công kích ngũ tạng của đối phương, đó chính là quyết đấu sinh tử. Mà bây giờ, hai bên rõ ràng không phải là quyết đấu sinh tử, nếu như hắn ra tay giết, nhất định sẽ làm cho những yêu thú của yêu tộc bất mãn. Cho dù yêu tộc thích tranh mạnh và hiếu chiến, nhưng bọn họ sẽ không phân ra sống chết. Giống như so tài trước đó. Bất kể là Ngôn Linh Tuyết hay đám người Khô Viên đều không có ra tay giết đối thủ, mà sau khi phân ra thắng bại liền lập tức ngừng tay. Phía chân trời, đối diện Dương Diệp, vẻ mặt cổ ứng long càng nghiêm trọng hơn Dương Diệp. Vừa rồi hắn đã thi triển ra một loại thuật thần thông của mình, nhưng hắn không ngờ được, hắn vẫn không chiếm được lợi. Hắn biết, lần này mình thật sự gặp phải đối thủ. Phía chân trời, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người bắn nhanh về phía nhau. Chỉ vừa va chạm đã tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại một lần nữa xông về phía cổ ứng long. Chiến đấu một hồi, Dương Diệp phát hiện, thân thể cùng lực lượng của mình quả thật không bằng cổ ứng long, nhưng ngũ hành phá giáp quyền của hắn bù đắp được điểm này. Cơ thể hắn không thể nhận lấy nắm đấm của cổ ứng long, nhưng đồng dạng, cổ ứng long cũng không dám dùng thân thể mình nhận nắm đấm của hắn, bởi vì chỉ cần bị hắn đánh trúng, cổ ứng long nhất định sẽ bị thương. Nhìn Dương Diệp và cổ ứng long chiến đấu kịch liệt, đồng thời Dương Diệp còn có chút chiếm thượng phong, trong lòng rất nhiều yêu thú phía dưới đã cảm giác như rời sông lấp biển. Dương Diệp quả thật rất mạnh, nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp mạnh mẽ đến mức độ này. Tuy nhiên, đối với yêu thú này, điều này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì bây giờ hai người quyết đấu mới là rồng tranh hổ đấu chân chính. So tài trước đó so với cuộc chiến đấu của hai người bây giờ. Hoàn toàn giống như tiểu hài tử đánh nhau. Mà người cao hứng nhất không ngoài đám người man sư cùng hổ mông. Trước đó, nhìn thấy Dương Diệp cùng cổ ứng long đánh nhau, bọn họ thực sự toát mồ hôi lạnh, dù sao cổ ứng long không có khả năng là yêu thú bình thường, đối với bọn họ chính là tồn tại thuộc về truyền thuyết. Nhưng bọn họ không ngờ được, Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ như vậy. Dương Diệp là bạn bè của bọn họ, Dương Diệp mạnh mẽ, bọn họ tất nhiên vui mừng. Phía chân trời, cuộc chiến đấu không kéo dài nữa, bởi vì cổ mạt đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng cổ ứng long. Hắn tất nhiên không thể để cho Dương Diệp cùng cổ ứng long đánh tiếp, nếu đánh tiếp sẽ đánh ra chân hỏa. Khi đó, có khả năng chính là ngươi chết ta sống. Bất kể là Dương Diệp còn là cổ ứng long, hắn đều không hy vọng bọn họ có việc gì. Dương Diệp mặc dù là nhân tộc, nhưng bây giờ Dương Diệp có nội đan yêu thần, là người được yêu thần nhìn chúng, cho nên... Hắn đã xem Dương Diệp là một thành viên của yêu tộc. Cổ mạt liếc nhìn Dương Diệp cùng cổ ứng long, sau đó nói. Hôm nay tới đây thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn phải cho lão già này mặt mũi, hắn đang muốn nói, lúc này cổ ứng long đột nhiên nói. Ta còn chưa chiến đấu đủ. Mùi thuốc súng 10 phần. Nghe thấy cổ ứng long nói vậy, tính tình Dương Diệp bỗng chốc lại nổi lên. Tới đi,
ngày hôm nay ai đi trước người đó chính là tôn tử. Một đấu một, các đời Dương Diệp hắn thật sự chưa từng sợ ai. Hắn vốn định cho lão già này một chút mặt mũi, dù sao lão già này cũng không tệ lắm, trước đó khi hắn chiến đấu với Khổ Mạc Tà, đối phương còn từng nhắc nhở hắn. Nhưng hắn không ngờ được Cổ Ứng Long lại không muốn dừng tay. Không dừng tay. Không sao, vậy thì đánh, ai sợ ai. Dương Diệp nói xong, cơ thể thoáng di chuyển trực tiếp bắn mạnh về phía này Cổ Ứng Long. Cổ Ứng Long cũng không nói nhảm, lập tức trực tiếp xông về phía Dương Diệp, cứ như vậy, hai người lại chiến đấu. Phía dưới, những yêu thú ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không ngờ được trưởng lão yêu thần điện đứng ra cũng không thể ngăn cản Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, Cổ Ứng Long ở trong yêu tộc vẫn cao cao tại thượng, một tồn tại thuộc về truyền thuyết. Mà vừa rồi, không thể nghi ngờ Dương Diệp đã kéo hắn từ trên đám mây xuống. Phải biết rằng, phía dưới là yêu thú tới từ các tộc, vừa rồi, hắn giao đấu cùng Dương Diệp đều đã bị những yêu thú này nhìn thấy, điểm quan trọng nhất là vừa rồi khi hắn giao đấu cùng Dương Diệp đã rơi vào hạ phong. Thắng bại là thứ yếu, mặt mũi mới là quan trọng nhất. Bây giờ Cổ Mạt yêu cầu bọn họ dừng tay, hắn đương nhiên không muốn. Nhìn đánh nhau Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long như vậy, Cổ Mạt lắc đầu, hắn tất nhiên không có tức giận. Hắn cũng từng trẻ tuổi, cũng từng nóng tính, tự nhiên biết tâm tính của Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long lúc này. Hắn biết, lúc này căn bản không có cách nào khuyên được. Nhưng hắn hiểu rõ ràng hơn, nếu như tiếp tục đánh nữa, nhất định sẽ đánh ra chân hỏa, sau đó diễn biến thành ngươi chết ta sống. Cho nên hắn phải ra tay. Trong phút chốc, Cổ Mạt lập tức biến mất. Bành! Phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó Cổ Ứng Long cùng Dương Diệp bị một luồng lực lượng thần bí chấn động lùi về phía sau gần nghìn trượng. Mà ở giữa hai người là Cổ Mạt. Phía xa, vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng, hắn nhìn cánh tay của mình, lúc này cánh tay hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. Thật mạnh! Dương Diệp nhìn về phía Cổ Mạt, lão già trước mắt này. Trong những cường giả luân hồi cảnh hắn đã gặp, ngoại trừ huyết nữ ra, không có bất kỳ một vị luân hồi cảnh nào có thể so sánh được với lão già này. Về phần hắn, đừng nói bây giờ, cho dù có thể dùng kiếm cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Cổ Mạt liếc nhìn Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long, sau đó nói. Không bao lâu nữa, thứ hạng đế bảng của Đại Lục Thiên Thiên sẽ được thay đổi. Tới khi đó, các người đại biểu yêu tộc ta đi chinh chiến đế bảng, nếu các người muốn so tài. Lại so xem ai có thể tranh cho yêu tộc một thứ hạng tốt. Bây giờ, tất cả đều tiết kiệm chút sức lực cho ta. Giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Cổ Ứng Long liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thi lễ với Cổ Mạt. Vừa rồi là Ứng Long thất lễ. Cổ Mạt khẽ gật đầu. Ngươi là thiên tài của Thiên Long tộc có tự tin, có cao ngạo, ta hiểu. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, thế giới rất lớn. Rất nhiều cường giả, đối mặt bất cứ người nào, chúng ta cũng không thể khinh thường. Khinh thường một người thì có khả năng sẽ khiến ngươi phải chết. Cổ Ứng Long ôm quyền. Ứng Long ghi nhớ. Trở về đi. Cổ Mạt khoát tay áo. Cổ Ứng Long khẽ gật đầu, sau đó xoay người thân hình run lên và biến mất ở phía chân trời. Cổ Mạt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi thật sự không tệ, làm cho ta đặc biệt bất ngờ. Dương Diệp cười nói. Bình thường thôi. Cổ Mạt khẽ gật đầu. Tuy nhiên, vừa rồi Cổ Ứng Long vẫn chưa lấy ra hết tất cả sức lực. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi chắc chắn cũng không lấy ra hết tất cả sức lực. Không quan tâm thế nào, các ngươi đều là thiên tài của yêu tộc ta, tuyệt đối không thể làm tới mức nghĩa khí dâng trào không chết không dừng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn không chọc đến ta, ta sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Cổ Mạt liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi là cảnh giới bán thần. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chúc mừng. Cổ Mạt nói, có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Cổ Mạt nói, bởi vì ngươi sắp đạt được thần giả. Vì sao? Dương Diệp vẫn không hiểu. Ngu a. Lúc này, Màn Sư xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nói. Bởi vì thưởng, danh hiệu đứng đầu có rất nhiều phần thưởng, trong đó chính là tham linh quả. Chí bảo của yêu tộc ta. Ăn nó vào, người có tỷ lệ thăng cấp đến thần giả rất lớn. Thần giả. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, bây giờ nếu như hắn đối mặt với cường giả âm dương cảnh, hắn tất nhiên không khiếp sợ,
phải nói là cường giả âm dương cảnh không có uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng cường giả luân hồi cảnh lại có uy hiếp cực lớn đối với hắn. Hắn ở dưới tình huống không mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, căn bản không có cách nào chống lại cường giả luân hồi cảnh. Mà cho dù hắn mạnh mẽ tăng kiếm ý lên, cũng không có cách nào giết chết luân hồi cảnh. Thần giả. Nếu như hắn đạt được thần giả, thực lực của hắn sẽ nhận được nâng cao trên diện rộng, khi đó hắn tin tưởng, cho dù không mạnh mẽ đi nâng cao kiếm ý, hắn cũng có thể chống lại cường giả luân hồi cảnh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Mạt, sau đó cười hì hì nói. Vậy vị trí thứ nhất có phần thưởng gì vậy? Hắn thiếu chút nữa quên hỏi chuyện này. Vị trí thứ nhất của hội vạn tộc nhất định sẽ có thưởng. Cổ Mạt nói. Thưởng có ba dạng, một là tham linh quả, hai là có thể đi đất thánh cũ của thần phượng tộc tu luyện 3 tháng, ba là có thể ở vạn lôi trì của yêu thần điện luyện cơ thể. Cơ thể bây giờ của ngươi còn chưa có đạt được cực hạn của ngươi bây giờ. Nếu như đi vạn lôi trì có thể luyện thân thể ngươi đến cực hạn của ngươi bây giờ. Không thể nâng cao một bước sao? Dương Diệp hỏi. Cổ Mạt lắc đầu. Nếu như là yêu thú khác thì không phải khả năng, mà hoàn toàn có thể nâng cao một tầng, thậm chí là 2 tầng. Nhưng thân thể người quá mạnh mẽ, muốn thăng cấp sẽ đặc biệt khó khăn. Vạn lôi trì chỉ có thể luyện thân thể ngươi đến cực hạn của ngươi bây giờ. Cho dù như vậy, nhưng điều này đã thật sự không tệ. Bởi vì khi đó thân thể người hoàn toàn không kém gì Cổ Ứng Long. Dương Diệp khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng biết cơ thể hắn bây giờ mà muốn lột xác thì đặc biệt khó khăn. Bất kể là cảnh giới hay là cơ thể, càng về sau, con đường sẽ càng khó đi. Bây giờ ngươi muốn dùng tham linh quả này, hay là đi vạn lôi trì, thậm chí là đất thánh cũ của thần phượng tộc. Cổ Mạt hỏi. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Đi vạn lôi trì trước. Thần phượng tộc, tốt nhất là chờ sau khi thực lực nâng cao rồi mới đi. Bởi vì đi tới nơi đó, đến lúc đó có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Cổ Mạt khẽ gật đầu, nói. Đi thôi, ta dẫn người đi. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, hắn cùng Dương Diệp lập tức biến mất. Hội vạn tộc kết thúc, tên Dương Diệp không đúng, chắc là 2 chữ tiểu Dương này nhanh chóng truyền khắp tất cả yêu tộc. Bản thân giành được vị trí đứng đầu hội vạn tộc đã là chuyện rất nổi bật. Dương Diệp lại ở trước mắt của tất cả yêu thú, đại chiến cùng Cổ Ứng Long một trận, đồng thời còn chiếm được thượng phong, bởi vậy, 2 chữ tiểu Dương này lập tức giống như ôn dịch lan tràn ở yêu tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân của Dương Diệp, Dương tộc trở thành tiêu điểm chú ý của yêu tộc. Địa vị của Dương Diệp bây giờ ở Dương tộc, chỉ kém hơn tộc trưởng Dương tộc. Chấm. Dương Diệp theo Cổ Mạt đi tới vạn lôi trì của yêu thần Sơn, cái gọi là vạn lôi trì chính là một lôi trì được cường giả yêu tộc thu thập thần lôi trong trời đất hội tụ vào một chỗ, mục đích dĩ nhiên là để rèn luyện cơ thể yêu thú của yêu tộc. Đứng ở trước vạn lôi trì, vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng, ở trong ao này có rất nhiều lôi điện bị một loại lực lượng thần bí giam cầm ở trong đó, mặc dù không có thiên đạo đánh xuống, thần lôi này cũng rất lợi hại, nhưng không thể khinh thường. Đi xuống đi. Bên cạnh Dương Diệp, Cổ Mạt nói. Cứ tiếp tục như vậy sao? Dương Diệp nói. Cổ Mạt nói. Nếu không ngươi nghĩ sao? Dương Diệp cười gượng, nói. Ta còn tưởng rằng phải làm các biện pháp bảo vệ gì đó. Cổ Mạt lắc đầu. Chính là để kích thích thân thể ngươi, nếu như bảo vệ thân thể ngươi, vậy còn kích thích cái gì? Nhớ kỹ, không cho phép vận dụng bất kỳ lực lượng nào tới bảo vệ thân thể của mình. Để cho cơ thể mình có một trạng thái thả lỏng nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp bước vào trong vạn lôi trì. Bành! Dương Diệp bước vào vạn lôi trì, tất cả vạn lôi trì lập tức sôi trào. Lúc này Dương Diệp cảm giác rất sảng khoái. Loại cảm giác này, người bị điện giật chắc hiểu rõ. Rất nhiều lôi điện bắt đầu điên cuồng kích thích cơ thể của Dương Diệp. Cổ Mạt nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Hắn biết vạn lôi trì này mạnh mẽ thế nào, yêu thú bình thường bước vào trong đó đều sẽ bị điện giật mà điên cuồng gào thét, cho dù là hắn năm đó bước vào trong đó cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Nhưng Dương Diệp lại thậm chí không nhíu mày. Phần tâm tính cùng nghị lực này, đừng nói ở nhân tộc, cho dù là ở yêu tộc cũng chưa từng mấy người. Thật ra, vạn lôi trì này quả thật không dễ chịu, nhưng đối với Dương Diệp, vạn lôi trì này vẫn kém hơn kiếm ý cắn trả rất nhiều. Kiếm ý cắn trả mới gọi là đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Bởi vậy,
Vạn Lôi chỉ tạo thành cho hắn chút đau khổ như vậy, thật sự không tính là gì cả. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã 10 ngày qua. 10 ngày sau, tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt và nhảy ra khỏi Vạn Lôi trì. Cảm giác thế nào? Cổ Mạt đột nhiên xuất hiện, hỏi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cảm nhận cơ thể của mình, rất lâu sau mới thấy hắn nói. Phát sinh một ít biến hóa, nhưng không rõ ràng. Đây là bình thường. Cổ Mạt nói. Bởi vì trước đó cơ thể ngươi đã đặc biệt mạnh mẽ, cho nên bây giờ ngươi mới cảm giác không rõ ràng như vậy. Nhưng thật ra thân thể ngươi đã phát sinh lột xác, bây giờ thân thể ngươi đã đạt được cảnh giới bất tử bất diệt đỉnh phong, sau này ngươi muốn nâng cao một bước cho thân thể của mình sẽ tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Thấy đủ liền vui. Có ý tưởng này là rất tốt. Cổ Mạt mỉm cười, sau đó bấm tay bắn ra. Một trái cây to bằng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bây giờ ăn đi, ta hộ pháp cho ngươi. Dương Diệp nhận lấy trái cây trước mặt, sau đó nói. Tiền bối, ta muốn một mình đột phá. Không cần ta hộ pháp sao? Cổ Mạt nói. Mắt của thiên đạo lại không dễ chọc. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta tự mình làm. Cổ Mạt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Có thể. Bản thân ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Sau khi Cổ Mạt rời đi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lập tức biến mất. Đột phát thần giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.